sao trên đời lại có một mỹ nam tử thế như vậy? Không ăn bám thì thật là lãng phí. Này, cậu chấm trẻ, hứa nhân sẽ trở thành vua hải tặc. Xin hỏi cụ già, bây giờ là năm nào tháng nào, đây là nơi nào? Đứa trẻ này có phải đã thực sự điên rồi không? Ngay cả những điều này cũng quên được. Lần xuyên không ngày thảm hơn, không tiền không thế lực, ngoại trừ đẹp trai ra, ngay cả hiện tại là thời đại nào, nơi này là đâu cũng không biết. Có chuyện gì, động đất à? Đổ rồi, này, cô đang làm đẻ vậy? Hi hi, trông giống như học giả, nhưng lại rất đẹp trai, rất xứng đôi với đại tỷ của chúng ta. Mâu cũng khá đấy, đúng là nhãn quang của nhị tiểu thư, tất cả im miệng. Chết tiệt, sao tôi lại mặc bộ đồ đỏ chó này, không lẽ bị bắt làm quân lang ép cưới? Chẳng lẽ đại tỷ thích nam nhân? Không thể, dù có chết tôi cũng không để hắn đạt được mục đích. Cậu tỉnh rồi. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu. Thời gian này cậu cứ ở yên trong trại. Nếu muốn đọc sách, báo cho tôi biết, tôi sẽ cho người mang tới. Xưng hô là phu, chẳng lẽ những gì họ nói? Đại tỷ chính là mỹ nữ tuyệt thế này. Lưu ý, cô ấy là ai? Phu quân, để tiếp giới thiệu. Đây là nhị di nương. Phu quân, lưu ý, cậu không thể như vậy. Tôi làm việc còn phải báo cáo với cậu sao? Như ý, cô không biết nhị di nương có gì dạy bảo. Cô là con gái sao có thể làm những việc những việc nhục nhã như vậy? Vẫn chưa biết tên phu quân. Đại danh là Hứa Tư Thông, tên thường gọi là Hứa Nhân. Đã muộn rồi, phu quân nghỉ ngơi sớm đi. Thiếp là Liễu Như Ý. Ngày cưới, tôi ngủ một mình, thế này ổn không? Thôi, vợ mình là trại chủ Xương Tạc. Ngoài kia cả ngọn núi là của tôi. Làm quan có gì tỏ tác, làm hầu tước chẳng có nghĩa gì, tôi sẽ trở thành vua Xương Tạc. Kẻ thiện nhân giảm đối xử với tôi như vậy, Như Ý từ nhỏ đã cứng đầu. Thay vì cô ấy quyết định không ai thay đổi được. Ngày mai tôi sẽ nhờ Nhị Thúc nói chuyện của ông ấy, chắc sẽ có tác dụng. Nếu vẫn không được, thì tôi bỏ qua chuyện này. Tôi thấy Như Ý cũng không đổi. Nếu, ha, biết sớm chuyện này, nên từng bước thực hiện. Như Ý cũng lớn rồi, cuối cùng cũng phải gả đi. Nếu liên kết với vài người gây áp lực, cũng không phải không thành. Ai ngờ cô ấy lại làm chuyện này. Mấy người xuống núi bắt Tân Lang. Một cô gái làm vậy thật là nhục nhã. Hồ tử, ăn cơm nào? Các người thường ăn thế này sao? Ừ. Nhị tiểu thư, cô muốn làm gì? Người đọc sách tốt, người đọc sách tốt. Dung mạo này hơn hẳn cháu trai xa của bà hai. Trại của chúng ta thiếu người đọc sách, suốt ngày đành đánh giết giết, có gì hay? Thật thô lỗ. Ngày xưa tổ tiên cũng là người đọc sách. Một lỗ vô dụng này, không ai thừa hưởng tài năng của ông ấy. Tất nhiên rồi, không biết ai chọn người. Hay ở học đường vài tháng trước bị gãy chân, có lẽ không đứng dậy được nữa. Mấy đứa nhỏ suốt ngày gây rối, ông già nhìn cũng chán. Giờ thì tốt rồi, chạy không có người dạy dỗ. Cho hắn làm thầy giáo cũng tốt. Mấy đứa ơn làm vàng trước mặt ta. Thiên là nhị thúc. Chuyện này liên quan đến mình, lại quyết định sơ sài, không hỏi ý kiến mình. Tân Lang cũng có lòng tự trọng. Cô tên gì? Gọi cho tỷ là Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn, nhà bếp ở đâu? Còn gì ăn không? Ta chưa no. Nhà không còn nhiều lương thực. Ngày thường chỉ ăn hai bữa. Tiểu thư nói, hôm qua cậu không ăn gì. Sợ cậu đói, nên dặn tôi nấu ít cháo buổi sáng. Tiểu Hoàn thường làm gì? Ngày thường tôi ở bên tiểu thư. Cậu mới đến. Tiểu thư bảo tôi chăm sóc cậu. Qua hỏi han tiểu hoàn, cuối cùng cũng biết vì sao mình bị bắt. Lý do bị bắt làm tân lang là vì chạy thanh phong, luôn gây áp lực cho Liễu Như. Bắt cô ấy lấy chồng, xuất giá đồng phu. Nếu cô ấy lấy chồng, tài nguyên của cô ấy sẽ bị họ chia cắt. Nên Hứa Nhân trở thành mục tiêu đầu tiên của họ. Chuyện này đúng không? Vụ thu hoạch kém năm ngoái, không còn nhiều thứ để ăn. Nếu không đẻ trứng, sẽ giết từng con một. Chính mụ già này mưu đồ với vợ ta. Xì, là đàn ông ai chịu nổi điều này? Ta trộm gà của ngươi. Ngâm nửa gà trong nước 1 giờ, ngâm ra máu thừa, sau đó vớt ra lọc xương, rồi cắt thành miếng nhỏ, ngâm nấm hương khô trong nước ấm, cắt thành miếng nhỏ,
Cô đi đâu vậy? Rảnh rỗi không việc ra ngoài dạo. Cái gì đây? Ra ngoài dạo nhận được con gà rừng. Gà rừng gần trại. Gà rừng đã bị sắn hết. Cô không ra khỏi trại. Thế nhận được ở đâu? Tên khốn nào? Trộm gà của ta. Đừng để ta bắt được. Bắt được sẽ đành gãy chân. Yêu quái à. Tiểu Hoan, bữa tối nay là cô nấu à? Không, là cậu ấy nấu. Trước đây tôi sống một mình, đã quen với những việc này. Chuyện này, thịt gà rừng nhặt trên đường. Trương Phu Quân là người đọc sách, chuyện việc khô bỉ này, sau này để Tiểu Hoan làm. Học đường trong trại mai mở lại. Phu Quân cần chuẩn bị trước. Chỉ là đám trẻ thôi mà, tôi sẽ xử lý chúng nhanh thôi. Ngươi là phụ quân của Nhị Ý Tỷ thì sao? Ngươi dựa vào gì làm phụ quân của cô ấy? Khi ta lớn lên, sẽ lấy cô ấy làm vợ. Một đứa trẻ con mà cũng muốn lấy vợ. Xem ra ta đã đánh giá thấp sức hút của vợ mình. Mau về chỗ ngồi. Nếu không nhớ bài hôm nay, thì không được về ăn cơm. Buổi sáng là buổi học đầu tiên, không dạy cái khác. Kể chuyện trước, cho mọi người thư giãn. Hôm nay kể câu chuyện về một con khỉ. Hỗn độn chưa phân trời đất mù mịt không ai thấy rõ. Từ khi bàn cổ phá Hồng Mông, khí thanh và chọc phân ra. Khi hứa nhân bắt đầu kể chuyện, tất cả lũ trẻ đều thay đổi nét mặt, há hốc mồm, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tôn Ngộ Không ra đời, bái sư Bồ Đề, đại náo Long Cung. Theo lời kể của hứa nhân, một thế giới mới kỳ lạ mở ra trước mắt lũ trẻ. Đây là một thế giới chúng chưa từng biết, nơi thần tiên ngự trị, yêu ma hoành hành. Trong học đường, lũ trẻ đã chìm đắm vào thế giới kỳ diệu này, mắt mở to lắng nghe chăm chú, im lặng không một tiếng động. Được rồi, chuyện kể đến đây. Chiều quay lại học, phải biết viết chữ này. Khi nào ai cũng biết viết chữ liễu, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện. Thầy nói chúng ta phải biết chữ này. Đây là chữ liễu của chúng ta. Chỉnh ra, để ta xem viết thế nào. Lũ trẻ nghịch ngợm lắm, khó dạy. Phu Quân làm thầy ngày đầu có quen không? Tụi nó nghịch thật, nhưng chúng tôi trọng thầy. Nàng đừng lo. Hỏi nàng trong học đường, thầy lương tháng ra sao, có quy định gì không? Học đường trong trại không có lương tháng, cũng không có. Không có lương, không có học phí, vậy là làm việc không công. Ta vừa thương thông, lại phải làm không công. Chào thầy. Sáng nay học nghỉ nhớ chưa? Nhớ rồi. Tốt, kiểm tra xem. Ai muốn lên đầu tiên? Em lên trước. Tốt, lên đi. Em tên gì? Thưa thầy, em tên Lưu Tiểu Hổ. Rất tốt, mọi người học theo Tiểu Hổ. Thấy dũng cảm. Sáng nay học đến đâu rồi? Bao đến đây thiên đình Phật tổ. Vì hai, xin lỗi nếu có trách, hãy trách ông trời. Công không đủ ăn, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Anh rể, lần trước anh ăn trộm gà sao? Đừng nói bậy, tôi đang mượn, cái gì trên tay anh vậy? Đây là dầu mè, đây là đường cát. Dầu mè và đường cát, đây là dầu mè, đây là đường trắng. Anh rể thật thông minh, dầu mè làm từ mè. Mè lệ thất tịch sắp tới, chúng ta phải làm bánh thất tịch trước. Lệ thất tịch là ngày các cô gái cầu xin ngưu lang chúc nữ khéo tai vào ngày mùng 7 tháng 7. Phụ nữ trần gian cầu xin ngưu lang chúc nữ sự khéo léo và thông minh. Dĩ nhiên là những cô gái và những người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân cũng cầu xin một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đến đây lâu rồi, cuối cùng cũng thấy đường trắng và dầu thực vật. Cô ấy, má yêu và thằng xuân sư giới cháu của yêu nả. Trại dự ý cô ấy chứ thông chú lại trăm điểm. Không được lãng phí. Gọi là lãng phí sao? Ta đang làm việc chỉnh đáng. Không có thịt thăm, chiên một miếng gà trước. Không được. Chào thầy. Chào, các em chơi đi. Thầy xin chức, chỉ là người giữ làm thôi. Này, Ngô Anh, đừng nói vậy. Anh ấy dù sao cũng là người học. Học phí chứ, cũng chỉ là người giữ làng. Anh rể tớ, đúng lúc còn anh rể giữ một việc. Cô học giả có thể làm gì? Cô Lưu Ngọc có việc gì cứ bảo chúng tôi. Hôm nay là thất tịch. Phiên án là một bài thơ thất tịch đi. Hả? Thất tịch, tôi chẳng biết chữ nào. Làm sao làm thơ được? Biết vậy đã không giả vờ. Tôi học không giỏi, không giả bố rượu quả văn thơ để người khác làm. Để anh rể mới làm đi. Học không giỏi, dám nói mình học không giỏi. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng là một chữ, còn giả vờ thông thái. Thật là ghê tởm.
碰巧心中恰有一首应景的七夕子，可有笔墨？巧楼上面就有笔墨。我倒要看看他能写出什么东西来。笔墨这里都有，只好先用光了。姑爷，写在这上面吧。小丫头，这是你的齐天灯吧？心眼倒是不少。小环被识破心思，有些不好意思的笑笑，乖巧的接过笔墨，毛笔递给了虾人，自己再一旁研墨。虾人稍作思忖之后，终于落笔，鹊桥仙。仙人弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡，金风玉露一相逢，便胜却人间无数柔情似水。佳期如梦，忍顾鹊桥归路，两情若是久长时，又岂再朝朝暮暮。在他开始念出词句的时候，长街就已经安静了下来。众女虽然不懂诗词，甚至也不识字，但总能体会到些许的意境。看那少女的表情，也能猜出来虾人写的这首七夕词应该是不错的。想等虾人写完之后，说上几句贬薄之语的无性青年，再看到众女的反应，不由得冷哼一声，转身下了桥楼。齐天灯缓缓升空，火光逐渐远去，越来越小，最后融入了漫天的繁星之中。少女们俏脸上形成一片，心中蕴藏着美好心愿，看着齐天灯渐飘渐远。虾人斜靠在桥楼之下的一棵大树上，视线和思绪都随着齐天灯飘向了远方。此时的他与这一片喜庆的气氛格格不入。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。突然我有点想家了，到底什么时候才能穿越回现代啊？姑爷，我从那里偷了些巧果。姑爷，你怎么哭了？没事，刚才眼睛里进沙子了。那姑爷，你拿着这些巧果，小欢帮你吹吹。在少女小心的吹气声中，最先升上天空的某只齐天灯，因为松枝已经快要燃尽，在高空晃了几晃之后，便向着某个方向缓缓落了下去。苏兄高才，余弟愧不可及。今夜苏兄这首佳词，怕是要摘得头名了。呵呵，偶有所得而已，头名自然是不敢输的，还是诸位品品指正。苏兄过谦了，论其细词，在场可没有人能比得过你。哼，诗会还未结束就放肆绝词，是不是得意的太早了？哦，不知方兄有什么指教？指教谈不上，只不过在下不巧也偶得一首七夕词，不若请东篱诗社的文友指正一番。洗耳恭听。方姓青年也不客气，一旁的桌案上就有笔墨，很干脆的拿起笔，沉思片刻之后，便在白纸上书写起来。那方姓青年写到一半的时候，以苏姓年轻人为首的那群人脸色微变，表情有些不自然起来。隔掉七晚，借千流之女，道尽人间悲欢离合。好词啊，苏文天笔至方舟，怕是还差了那么一筹。诗会之上，大抵就是这样。即便是平日里难得一见的好词，被人比下去的情况也比比皆是。此前默默无名，凭借一首佳词扬名一方，名利双收的事情也是屡见不鲜。这便是诗词的魅力，被对手一首字击败。苏姓青年带着东篱诗会的人灰溜溜地去了别处，得胜的白鹭诗会开始享受众人的称赞。此时并无人注意到，一位刚刚唱罢的歌姬走出了船厅，来到了甲板之上。怎么一个人上来了？方才又有几人有了好的词作，要不要下去看看？不看也罢，遣词虽易，但大抵都是欢愉苦短之类，哀婉凄楚，毫无新意，耳朵都快要听出茧来了。不知若是楼下那些才子得知婉姑娘这样形容他们，心中会作何感想？一旁名为若清的女子正要开口，忽然抬头望向上方，那歌姬也心有所感，抬头望去，陡然看到一点细微的火光闪了一下，随后便有一团白影从天上掉落，落在了两人脚边。这怕是一只燃尽了油脂掉落下来的齐天灯吧？上面有字，看看写的什么？这恐怕不是君子所为吧？我们可是小女子，本来就不是君子。这里还有字，鹊桥仙是七夕词。仙云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡，居然是一首新词，用字工巧，怕是这第一句就不是楼下那些才子能够做出来的。不过遣词虽妙，利益不足，飞星传恨也终究没有逃过七夕哀词的格局。仙云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。奇峰突转，化恨为犀，好一个金风玉露一相逢，便胜却人间无数。只此一句，便可胜过他人千句万句。下阙呢？快些念出来啊！
人情似水，佳期如梦，远哭却桥归路，两情若是久长时，又岂在。若清念至最后一句的时候，声音逐渐小了下去，画舫之上，两女望着齐天灯上的词句，一时间静止失了。随后若清单纯微起，不由自主地将这一首《鹊桥仙》唱了出来。两人身后稍远一些的地方，两名青衣书生站在楼梯口，听到那女子唱出的词句，脸上浮现出了极度震惊的表情。真是想不到，若清姑娘竟有如此大才。好一首《鹊桥仙》，无论是遣词还是立意，都是绝佳，我等愧不能及。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？怕是仅这一句，就足以流传千古了。方兄，如何了？若清姑娘是如何品评的？今夜七夕祠头明，方兄这次怕是在若清姑娘面前出尽风头了吧？那还用说，方兄此事便是在碧玄昭恩赐等大型诗会上也算得上佳作了。头名之事，诸位还是莫要再提了。方某的词实在是配不上这两个字。莫非方兄见过了更好的词作？方才在外面听若清姑娘唱诵了另一首七夕词，诸位且看看吧。略一挥笔，白纸上已然出现了三个大字《鹊桥仙》。随着一句句词句从方姓书生手下铺陈开来，传听之中杂音渐渐消失，只于一众书生逐渐加粗的呼吸之声。当全词下却尾句落下，周围一片安静，若真可闻。片刻之后，巨大的哗然将整个房间淹没。仙人，若清可曾认识这位才子？之前从未听闻，但其天灯能被你我捡到，必定是附近的才子，可这个名字实在是陌生的紧。一般才子的水平，怕是这辈子也写不出这么好的诗词，莫非是那几位之一？且不说姓名不同，单单这字迹也不是一般才子能够写出来的。若清姑娘大才，这首鹊桥仙一出，以后我等怕是都不必再做七夕词了。未曾想若清姑娘竟是此等才女，失敬失敬。诸位可能是弄错了，这首鹊桥仙并非。哎，若清姑娘何须自谦，方兄与苏兄刚才都听到了，这样的词句我等怕是一辈子也做不出来。倘若我说这首诗是从天上掉下来，碰巧被我捡到，诸位信吗？呵呵，姑娘说笑了。若清见此也只能苦笑一声，将方才捡到的那齐天灯拿了出来。不多时，河面上两只画舫交错间有一纸信筏被传了过去，被人摘抄之后如雪片般扩散出去。今夜一首名为《鹊桥仙》的七夕词便以这样的方式传遍了远水两岸，引起了不小的骚动。而另一边的作词人虾仁却还在为吃不饱肚子去偷二婶家的鸡。姑爷，你醒来了。今天早上怎么没有叫我起床？上课又迟到了。早上见过一次的香甜，就没有朝醒姑爷。刚才我已经去过食堂，告诉那些孩子明天再来上课。来，电话拿来，方大叔，有什么事情吗？上来不把这光嘎扔进炉，忙里楼这丢土不补坑腿。方大叔，这两只山鸡你拿回去吧，这是不是给孩子们炖了？姑爷，今天捡到的山鸡，我们还没有吃完呢。在老板，không dám chọc điều hòa, không được vô lễ như vậy. À, bác Phương đúng không? Cảm ơn bác nhé. Tôi là người thô lỗ, không biết nói năng gì. Nhà tôi nói rằng, nếu không có chủ cũ cho ăn hồi đó, chúng tôi đã chết đói lâu rồi. Làm người không được vô lương tâm, nhà cũng chẳng có gì. Hai con gà rừng này các ngài cứ nhận lấy. Công tử gầy quá, phải bồi bổ thật tốt. Đau chết anh rồi, thật xin lỗi.Tôi lực tay mạnh, quên mất công tử là người đọc sách, yếu đuối, công tử đừng trách. Không sao, tôi về trước đây, nhà còn người đang đợi tôi. Bác Phương tạm biệt. Công tử không nên nhận hai con gà rừng đó. Tại sao? Trước đây ông chủ đối với nhà Bác Phương có ân, giờ nhà chỉ còn hai tiểu thư. Bác Phương thường xuyên mang đồ đến, còn có mấy người bạn cũ của ông chủ, có việc gì cũng giúp đỡ. Tiểu thư thường không cho tiểu hoàn nhận đồ này.Thầy thương họ cũng không dễ dàng gì. Hay là thế này đi, ta làm hai con gà rừng này, gửi một ít cho họ, xem như là lễ đáp lại, được không? Ừ, được đấy, được đấy. Công tử làm đồ ăn ngon như thế, họ chắc chắn sẽ thích. Cha, con đói. Cố nhịn một chút, đợi cha nhận lương ngày mai, về mua bánh bao trắng cho con. Chị Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn, sao? Đến đây có phải bên tiểu thư có việc gì không?Không phải, đây là công tử bảo tôi mang đến. Đây là cái gì? Không được. Tiểu Hoàn, nhanh mang về đi. Bác Phương, bác nhận lấy đi.
Dù sao chúng tôi cũng ăn không hết. Công tử còn đang đợi tôi về ăn cơm. Bác Phương tạm biệt. Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn. Thằng Danh, đừng ăn hết một lần. Để dành một chút cho ngày mai. Hôm nay có phải ngày quan trọng đấy không? Không phải. Nếu không phải ngày quan trọng, sao bữa ăn lại phong phú như thế? Chẳng qua là thêm hai món thôi mà. Xem ra phải nhanh chóng cải thiện mức sống trong nhà. Ngày lễ Tết mới được ăn miếng thịt, thực sự không thể chịu nổi nữa. Đúng rồi, nhà sắp hết lương thực. Như ý ngày mai sẽ xuống núi một chuyến. Tôi sẽ bảo anh ấy mua ít lương thực về. À, xuống núi tôi cũng đi. Công tử, ngài ngồi đây trước. Chúng tôi đi mua lương thực và trà, rồi sẽ quay lại đón ngài. Được rồi, các ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu. Vị huynh đài này, dạy hạ có việc gấp ở nhà. Huynh đài có thể giúp tôi trông sạp tranh một lát không? Khi tôi xử lý xong việc nhà sẽ mau chóng quay lại. Cảm ơn huynh đài. Vị đại ca này nhà có việc gấp gì sao? Nửa tiếng rồi mà chưa về. Liễu Như Ý cũng chưa trở lại đón ta. Không lẽ bỏ ta rồi? Thôi kệ, dù sao cũng lần đầu vẽ người lập thể. Thử luyện tay một chút. Khi đến gương mặt lạnh lùng của Liễu Như Ý, khuôn mặt của Hứa Nhân nở một nụ cười xấu xa. Khi bắt đầu vẽ chi tiết ngũ quan và hình dáng, người phụ nữ trong bức tranh không chỉ sống động, giống hệt người thật, mà còn có vẻ linh hoạt, như sắp bước ra khỏi tranh. Tuyệt vời, tôi rất hài lòng. Ôi trời, ngươi là ai? Câu này thật kỳ lạ. Người trong tranh, như thể muốn bước ra khỏi giấy. Câu này thật đặc biệt. Với phong cách như vậy, hãy vẽ cho ta một bức. Không vẽ đâu. Tại sao? Xin lỗi, nguyên tắc của tôi là chỉ vẽ phụ nữ, không vẽ đàn ông. Một lạng bạc. Một lạng bạc. Hai lạng bạc tương đương với 1.000 đồng tiền. Với giá hiện tại, đủ mua hai bao gạo. Một bao gạo khoảng 150 cân, dù ăn cơm hàng ngày, cũng đủ cho gia đình bốn người ăn một thời gian dài. Nhìn trang phục của người này, không giống người nghèo. Chỉ riêng ngọc bội đeo ở thắt lưng, có lẽ cũng đáng giá không ít. Không phải lừa đảo, ta chỉ là đàn ông, không thể vì vài bao gạo mà cúi đầu. Một lạng bạc không vẽ, năm lạng. Năm lạng bạc 10 bao gạo. Năm lạng không vẽ, 10 lạng. Ô, lúc đầu nhìn thấy huynh đài, cảm giác rất quen thuộc. Nghĩ lại, huynh đài giống hệt một người bạn cũ của ta. Chỉ vì điều này, hôm nay phá lệ cũng không sao. Học giả này cũng là một người thú vị. Hoan nghênh lần sau ghé lại. Huynh đài thật sự cảm ơn rất nhiều. Chuyện nhỏ, việc nhà, giải quyết xong là được, tôi đi đây. Cha hôm nay sao lại dọn sớm thế? Hóa ra là tiểu thư Tiểu Thúy hôm nay có việc nhà, nên dọn sớm một chút. Tiểu thư đến lấy tranh phải không? Tranh đã xong chưa? Tiểu thư dặn từ sớm, tôi đến lấy rồi. Đã vẽ xong rồi, Tiểu thư Tiểu Thúy mở ra xem đi. Nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ nói ra, con có thể sửa lại. Không cần đâu, Tiểu thư gấp cần tranh. Tôi còn phải mau chóng về. Học giả thật có bạc. Đại ca, sao tôi dám lừa anh? Vừa nãy tôi thấy tận mắt hắn lấy ra một thỏi bạc lớn thế này, chắc ít nhất cũng 10 lạng. Theo dõi hắn. Học giả, bạc là người tự giao ra, hay chúng ta giúp người cứu mạng nhé? Ô, sẹo đao, ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào. Trong tình huống này, học giả này lại dám nói như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Phải biết rằng, đại ca ghét nhất khi ai đó nhắc đến từ sẹo đào trước mặt. Ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa. Xấu đã đành, ta lại còn điếc. Niềm tin gì giúp ngươi sống tới giờ? Muốn chết? Ngươi là ai? Thả đại ca của chúng ta ra. Tha mạng, tha mạng. Cô em dâu này nhiều lúc không đáng tin, chỉ gây rắc rối cho mình. Cứ giật tiền, cho người biết không học tốt. Đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi. Vương thượng, ta cắt hai chân của học giả. Nhớ đừng giết cô gái đó. Công tử, tiểu thư thứ hai, hóa ra các người ở đây. Ô, tránh ra, đây không phải việc của ngươi. Không tránh ra, đánh cả ngươi luôn. Đồ khốn. Mắt cháu của ngươi mù rồi, dám ước hiếp người đến chỗ chúng ta, dám gây rắc rối cho tiểu thư và công tử, không một sống nữa à? Công tử, chiêu này như bọn cướp núi, tụ tập ở đây làm gì? Tránh ra, tránh ra, quan tài đến rồi, quan tài đến rồi, chúng ta rút. Người đâu? Chạy rồi, sao không đuổi theo? Đội trưởng, đợi đã, còn gì nữa?
Người bên kia đông, đội trưởng đi một mình quá nguy hiểm. Đợi chút, gọi thêm vài người, chắc chắn bắt được chủ. Đúng đấy, Đường. Những người này xử lý sao? Có nên đưa đến y viện trước không? Họ cũng không phải người tốt. Bắt giữ trước, đợi thẩm vấn rồi tính tiếp. Đứng dậy, theo chúng ta về hiện nha. Được thôi, lần này rõ ràng chúng tôi là nạn nhân mà. Mây đen sao lại tìm đến các người? Có gì lạ đâu, họ muốn cướp tiền của ta. Công tử, số bạc này không phải ngài trộm đấy chứ? Đúng là quê mùa, đây là tiền công vẽ tranh, kiếm được trong thành. Vẽ một bức tranh 10 lạng bạc. Đây đâu phải vẽ tranh, rõ ràng là cướp tiền. Đây là gì? Chẳng có gì, chỉ là một bức vẽ nguyệt ngoạc thôi. Ngươi tuyệt đối không được mở ra, nếu để hắn nghĩ rằng ngươi có ý gì với hắn thì. Nhưng mà anh dễ yêu em vợ nghe cũng khá thú vị đấy chứ. À, số bạc này nên tiêu thế nào? Đương nhiên là mùa lương thực rồi. Nếu tình yêu là mãi mãi thì đâu cần ngày ngày gặp mặt. Luyện tập mãi vẫn chưa đủ giọng hát, phí mất một bài thơ hay. Chỉ là yêu cầu của ngươi quá cao thôi. Giọng hát vừa rồi ngay cả những người chuyên nghiệp cũng không bằng. Nhưng dù vậy vẫn không tự nhiên lắm. Chị ơi, tiểu thư đã lấy lại tranh rồi. Gặp tiểu thư viên, lâu rồi không gặp, tiểu thúy càng ngày càng đẹp. À, hắn là ai? Người trong tranh cũng là một mỹ nhân. Thân hình thon gọn, mặc trang phục trắng, hai tay ôm kiếm trước ngực, rất khí khái. Nhìn một lần, người trong tranh như muốn bước ra ngoài, rất truyền thần. Ngay lập tức cô gái đã quên mất người trong tranh không phải là cô, hoàn toàn bị bức tranh làm kinh ngạc. Không cần kỹ thuật tinh xảo mà vẫn truyền thần đến vậy, sống động như thật, cảm giác như sắp bước ra khỏi giấy, khiến bất cứ ai nhìn cũng phải kinh ngạc. Tiểu thư, tôi hình như lấy nhầm tranh, tôi sẽ mang đi đổi ngay. Khoan đã, bức tranh này cứ để lại đây. Khi ngươi đi lấy tranh, bảo người vẽ tranh. Chúng ta mua bức tranh này, bảo hắn vẽ lại một bức khác. Bức tranh này thật kỳ lạ, rõ ràng là trên giấy, người trong tranh như muốn bước ra ngoài. Đây chắc chắn là kỹ thuật mới, không biết ai đã nghĩ ra. Người này tài giỏi trong nghệ thuật vẽ, chắc chắn là vượt xa ta rất nhiều. Đứa trẻ nhà nào đây, dám vẽ bậy lên tranh. Mê mơ, hạ nhân, đừng để ta gặp người. Mê mơ, hạ nhân tội lỗi, bức tranh này là ai vẽ, mau mau dẫn ta đến gặp hắn. Nhược Khanh tỷ, chị sao vậy? Lão Phương làm sao thế? Mặt mày ủ rũ. Cậu nói xem, chẳng lẽ tôi chỉ có thể sống cạnh bà cô cả đời, như thế này suốt đời sao? Ô, phải chăng ông còn muốn lấy thêm vợ lẽ? Tuổi của trụ tử cũng không còn nhỏ nữa, vài năm nữa phải định cho nó một mối hôn sự. Nhưng tình hình gia đình, đến lễ vật ra mắt tử tế còn không có. Chăn ngựa cho người ta chẳng kiếm được bao nhiêu, đến gạo ăn cũng không đủ. Tôi nghĩ xem có thể tìm một người khác để làm không. Cậu là người có bản lĩnh, có thể cho tôi một ý kiến được không? Nếu nói về ý kiến thì tôi cũng có một cái đây. Ngày mai hãy hết mấy của sơn trà ở sau núi về, chúng ta bán kẹo hồ lô. Làm kẹo hồ lô rất đơn giản, thực sự không cần chuẩn bị nhiều thời gian. Lão Phương đã mua đường từ dưới núi về, sơn tra tháng 8 chưa chín hẳn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị. Dưới sự hướng dẫn của Tôm, tất cả kẹo hồ lô đều cắm lên que gỗ và chổi. Nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực, Lão Phương cũng có chút tự tin. Bán kẹo hồ lô đây. Này ông anh, kẹo hồ lô này bán sao đây? 5 văn tiền một xiên. 5 văn tiền tưởng là đồ gì kỳ lắm, chỉ là mấy cột sơn tra thôi. Đi đi. Một xiên cũng không bán được, có nên thử bán 1 văn tiền một xiên không? Không được không được, cậu nói rồi, không thể dưới 5 văn, vẫn phải nghe lời cậu thôi. Mẹ ơi, con muốn cái đó. Ồ hô, cuối cùng cũng mở hàng rồi. Một lát sau, đứa trẻ được như ý muốn, đứa trẻ vui vẻ liếm kẹo hồ lô ra với món ăn mới lạ này. Trong lòng nó cực kỳ thích thú, về nhà trong niềm vui sướng, nó kể cho mấy đứa bạn thân nghe. Bánh xe số phận của Lão Phương cũng bắt đầu chuyển động. Suốt cả một canh giờ, chỉ bán được 1 cây kẹo hồ lô. Lần này em rằng, cậu sẽ thất vọng rồi. Chính là cái này, tôi còn nói với các bạn không? Các bạn sẽ biết ngay thôi. Anh, các bạn định làm gì vậy? Chú ơi, cho cháu 1 cây kẹo hồ lô, cháu cũng muốn 1 cây nữa. Ngày tươi đẹp của Lão Phương đã đến. Của nhiên tin cậu là đúng. Xin hỏi cái này bán thế nào? 5 văn tiền một cây. Được, cho tôi 1 cây.
anh, tôi mua hết chỗ này. Chủ mang đến nhà giúp tôi nhé. Chú mang đến nhà giúp tôi nhé. Một mình tôi không mang hết được. Được rồi, không sao. Yên Chi, đây là gì vậy? Thưa Vương Phi, đây gọi là kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô? Món này dùng để làm gì? Thưa Vương Phi, đây là món ăn vặt Yên Chi vừa mua ở ngoài phố. Trông rất đẹp đẽ, nhìn cũng rất bắt mắt. Ồ, vị cũng rất ngon. Dạo này Vương Phi ăn uống kém quá. Lần đầu tiên thấy Vương Phi ăn ngon lành như vậy. Sau ăn xong món này lại cảm thấy đói bụng hơn. Yên Chi dẫn phòng bếp làm vài món ăn, chút nữa mang vào phòng. Vâng, Vương Phi, tôi đi ngay. Ngươi nói gì? Vương Phi ăn được rồi sao? Vâng, Vương Phi đã chủ động dẫn phòng bếp làm món ăn. Chị Yên Chi nói Vương Phi tối nay ăn rất nhiều. Nhanh lên, đưa ta đi gặp Vương Phi. Cậu ơi, mấy cây kẹo hồ lô đều bán hết rồi. Lần này không cần lo lắng về chuyện cưới vợ cho chủ tử nữa rồi nhỉ? Không cần lo lắng nữa, sau này nếu kiếm được tiền, chúng ta cũng có thể học theo người giàu, ở nhà lớn, lấy vài bà lẽ, sống những ngày tháng sung túc. Ừ, kẹo hồ lô thực sự là một cách kiếm tiền tốt, hơn hẳn chăn ngựa trong làng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đi hỏi xem ai còn muốn tham gia việc này không? Chúng ta cần thêm người. Còn cần hỏi sao? Việc kiếm tiền, kẻ ngốc mới không làm. Cậu yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Tối hôm đó, mọi người đều bận rộn. Vợ của vệ rửa sạch sơn cha cả đêm, nấu nước đường. Lão Phương và mọi người xiên sơn cha, nhúng đường, cuối cùng rắc ít mè rang lên trên. Sáng sớm hôm sau, lại vội vàng xuống núi. Dung Nhi ngày xưa có món gì thích ăn không? Ta sẽ bảo phòng bếp làm. Vương gia không cần bận tâm nữa, những món này đã đủ rồi. Dung Nhi dạo này gầy đi nhiều, sau này ta sẽ sai người mang thêm đồ bổ đến. Nhưng món khác không muốn ăn, nhưng lại thấy nhớ vị kẹo hồ lô hôm qua. Con ngẩn ngơ gì nữa? Không nghe mẹ con nói gì sao? Đi mua kẹo hồ lô về. Vâng thưa cha, con sẽ đi hỏi Yên Chi mua kẹo hồ lô ở đâu. Khoan đã, nếu mẹ con thích ăn thì mời luôn người bán về đây, cho vào phòng bếp, như vậy lúc nào cũng có mà ăn. Con biết rồi. 另一边, 老方跟下人被一群熊孩子围着, 看着熊孩子, 你们 đứa trẻ hài lòng ra về, kẹo hồ lô đã bán hết sạch. Mặt lão Phương tràn đầy nụ cười, điều này làm ông có cảm gần hơn một bước tới ước mơ của mình. À, Mu Gia, ngài ở đây trong một lát, tôi đi một chút. Miệng nhà kẹo hồ lô. Không ngờ người bán kẹo hồ lô đó lại chính là thư sinh lần trước vẽ tranh. Đi theo ta. Làm gì vậy? Cái kẹo hồ lô này là do ngươi làm sao? Ngươi bỏ ta ra trước. Có phải ngươi không? Nếu đúng thì sao? Vậy là đúng rồi. Ngũ ra đâu rồi? Nhanh làm thêm kẹo hồ lô đi. Này là sao? Gã này kéo ta đến đây chỉ để ta làm kẹo hồ lô cho hắn. Chưa từng thấy kẻ giàu nào bướng bỉnh vậy. Cũng không ngờ hắn lại là tiểu vương gia. Cách làm kẹo hồ lô không khó, chỉ cần nấu đường với nước thành mật, nhúng vào của sơn cha bò hạt. Cách làm kẹo hồ lô ta đã nói hết rồi. Xin lỗi, ta có việc gấp cần xử lý, cáo từ. Công tử dừng bước. Ha ha. Công tử không biết, dù chỉ có của sơn cha và đường, nhưng chúng ta thử nhiều lần vẫn không làm ra kẹo ngon, phải chăng có bí quyết? Mong công tử chỉ giáo. Cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta đã nói hết rồi, không có bí quyết gì đâu. Người bán kẹo hồ lô hôm qua không phải vị công tử này. Chúng ta tìm nhầm người rồi. Đúng vậy, đúng vậy. 10 lạng bạc à? Vừa rồi ta đã thất lễ. Nếu có điều gì không phải, mong huynh đài đừng trách. Yên Chi, lấy 10 lạng bạc tặng huynh đài, coi như bồi tội với huynh đài. Dù cách nấu món này không có bí quyết, nhưng hiếm khi tiểu vương gia này liệu có làm ra hương vị mọi người muốn. Thử một lần cũng không sao. Vậy xin cảm ơn công tử. Huynh đài mời. À, tiểu vương gia, chính là hương vị hôm qua, tôi sẽ mang ngay cho mẫu thân. Xem chừng, người thích ăn kẹo hồ lô hình như là Vương Phi. Phải chăng món này cũng có thể gây nghiện? Cảm ơn công tử, nhờ có kẹo hồ lô của công tử, bệnh của Vương Phi mới thuyên giảm. Bệnh của Vương Phi? Xin hỏi Vương Phi mắc bệnh gì? Thái y nói là chứng ức chết. Dù đã uống thuốc nửa tháng, Vương Phi vẫn chán ăn, khó ngủ về đêm. Thời gian này, càng ngày càng gầy đi. Ăn không được, ngủ không xong, dễ bị sốt, ngày càng tiểu tụy. Đây chẳng phải là chứng khó tiêu sao?
mau làm vài món vương vị thích. Không ngờ kẹo hồ lô lại hiệu nghiệm vậy. Hồ sơn cha có tác dụng chữa ớt kết, nhưng không phải cách chữa tận gốc. Phải chăng người biết cách chữa trừ ớt kết? Biết đôi chút. Phương lão tàm ngốc nghếch. Cậu không đi cùng ông sao? Ông làm mất cậu rồi à? Tôi không biết. Tôi chỉ đi vệ sinh một lát. Quay lại đã không thấy cậu đâu. Nếu thật sự không tìm thấy cậu, xem ông giải thích với tiểu thư sao đây? Các ngươi nói cậu có phải đã bỏ trốn không? Nói bậy, cậu không phải loại người đó. Nhưng dù sao cậu cũng bị bắt về đây. Mọi người chia nhau ra tìm, có thể cậu đang đợi chúng ta ở đâu đó. Ngoài việc làm kẹo hồ lô từ của xương cha và đường, có thể nghiền nát lúa mạch với khoai mỡ, nấu thành cháo, cũng rất hiệu quả cho việc chữa bệnh của Vương Phi. Hàng ngày sau bữa ăn, có thể để Vương Phi đi dạo trong vườn nửa canh giờ, cũng giúp giảm triệu chứng. Ngoài ra cần nhớ kỹ một điều, thời gian này ăn uống của Vương Phi nên thanh đạm, tuyệt đối không ăn nhiều thịt cá, tránh những món dầu mỡ. Nghe rõ chưa? Bỏ hết những món dầu mỡ vừa nói đi. Những gì ta biết cũng chỉ có vậy. Yên Chi nhớ những gì vừa nói chứ? Tiểu vương gia đã ghi lại hết. Trời cũng đã tối, những gì ta biết đã nói hết rồi. Không làm phiền nữa. Huynh đã giúp ta rất nhiều, không cảm ơn huynh thật lòng. Thật không thoải mái. Vậy tối nay mở tiệc tại quần ngọc viện. Chúng ta không xây không về. Việc này không cần, nhà ta còn việc gấp. Huynh đài, không được. Chẳng lẽ huynh xem thường ta sao? Ta không có ý đó. Vậy thì đi thôi. Tiểu thư, đều là lỗi của tôi. Tôi nên ở bên cạnh cậu suốt. Tôi biết rồi. Chị có cần em xuống núi không? Không cần đâu. Ban đầu định qua một thời gian nữa thì thả anh ta đi. Nhưng những ngày này, anh ta lại vô tình gánh vác gia đình này. Dù gì cả đời này cũng sẽ thành thân, nhưng rốt cuộc lại không thể được. Nhớ đừng gọi ta là vương gia khi vào trong, chỉ gọi ta là huynh đệ thôi. À, huynh đệ còn chưa biết tên của người, gia Tư Thông. Ô, huynh đệ cũng tên là Tư Thông à? Là duyên phận, tên nhỏ của ta cũng là Tư Thông. Mê mơ. Ô, đây chẳng phải là công tử Lý sao? Ngài đã lâu không đến. Đừng nói nhiều lời thừa nữa, cô nương túy mặc đâu, mau gọi cô ấy ra. Công tử Lý, ngài biết rồi đấy, mặc là hoa khôi của chúng tôi. Có gặp khách hay không là do cô ấy quyết định, tôi cũng không thể ép buộc. Nhưng tiết mục của Túy Mặc sắp bắt đầu. Hay là chờ tiết mục xong, tôi sẽ hỏi cô ấy. Thôi, cũng chỉ định nhờ cô ấy hát một bài góc vui thôi. Đã sắp lên sân khấu, cũng bớt phiền phức. Hai vị công tử, theo tôi đến nhã gian, Túy Mặc sắp đến. Đừng căng thẳng, thoải mái đi. Chúng ta chỉ đến nghe hát thôi. Đừng quay mặt đi, nước mắt rơi từ cứ. Để em đưa bàn tay vuốt đôi mi của anh. Đừng quay mặt đi, nước mắt rơi thì cứ. Để em đưa bàn tay. Cũng tồn tại trong thế giới này, nhưng chỉ giống về hình thức. Những người như Lý Bạch, Đỗ Phủ đều là lưu vong, Đại Văn Hào lại không có. Bài hát của cô gái này chính là Kiều Tiên Kiều. Chẳng lẽ cô ấy giống ta, cũng xuyên không đến thế giới này? À, ngươi cũng xuyên không từ trái đất. Kẻ háo sắc, buông ta ra. Chẳng lẽ ta đoán sai? Bài thơ thức Kiều Tiên vừa rồi ngươi biết từ đâu? Bài này đã được mọi người biết đến từ một tháng trước. Nghe nói nó được viết trên tháp Kỳ Thiên, do một tài tử tên là Hạ Nhân sáng tác. Một tháng trước, chắc là từ bức tranh Kỳ Thiên của Tiểu Hoàng. Thật khiến ta vui mừng một phen. Này, Tư Thông huynh đợi ta với. Gã thư sinh này của thực là người kỳ lạ. Chủ quán, lấy rượu mạnh nhất của các ngươi ra đây cho ta. Công tử, rượu mạnh nhất của chúng tôi là Kim Thái Đại. Người bình thường ít uống. Nói nhảm, sợ ta không trả nổi tiền sao? Được thôi, công tử chờ chút, sẽ có ngay. Dù Túy Mặc cô có đẹp đến đâu, cũng chỉ là một kỹ nữ thôi. Huynh trưởng là người có tài, sao phải chấp nhận một kỹ nữ? Ngươi không hiểu đâu. Không ngờ ngươi cũng tệ thế, còn dám nói lớn. Ngươi cũng như thế mà. Công tử tỉnh rồi à? Đây là đâu? Công tử, đây là lễ tạ ơn mà vương gia bảo nô tỳ chuẩn bị cho công tử. Mong công tử nhận lấy. Lễ tạ ơn gì đây? Hay ta cảm ơn vương gia. Vừa rồi vương gia còn dặn dò nô tỳ, nếu công tử không muốn nhận thì nhất định phải thuyết phục ngài nhận lấy. Nhưng công tử trông có vẻ không như vậy.
Chẳng phải người đọc sách coi tiền như phân đất sao? Tiểu Hoàn, đây là tiền bán kẹo hồ lô hôm qua. Người mang về cất đi. Đây là ý kiến của cậu. Đường cũng do cậu mua. Chúng ta chỉ góp mấy thanh kiếm. Cầm tiền này cũng không yên tâm. Người cứ cất kỹ đi. Tiểu Hoàn sao khóc vậy? Ai bắt nạt ngươi? Mê mơ. Nói đi, ai bắt nạt ngươi? Cậu sẽ giúp ngươi trả thù. Chuyện gì đã xảy ra với Giao Hoàn? Công tử, tối qua ngài đã đi đâu? Tối qua lạc đường trong thành. Đi khắp nơi cũng không tìm thấy các người. Vì vậy đã nghỉ lại một đêm tại khách điếm. Sáng nay mới trở về. Mang cái này về, để vào tủ của ta. Công tử, rốt cuộc tối qua ngài đã làm gì? Lúc lạc đường tối qua, trên đường nhặt được như ý. Phù hợp, ta muốn học võ. Học võ vì sao? Chỉ đơn giản là muốn học võ thôi. Từ nhỏ đã ngưỡng mộ người học võ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội học võ. Không được. Vì sao? Người tư chất quá kém. Hay chúng ta đánh cược một lần thế nào? Không cược. Nếu ta thua, sẽ đưa ngươi 50 lượng bạc. Nếu ngươi thua phải dạy ta học võ. Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi ngâm thơ vẽ tranh, không bắt ngươi làm việc khó khăn khác. Ngươi chỉ cần đoán, khi ta buông tay, cục đá nào rơi xuống đất trước. Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ đưa 50 lượng bạc. Hai tay dâng lên, nếu ngươi đoán sai, ngươi phải giữ lời hứa, dạy ta học võ. Dám cơ không? Sao lại không dám? Bắt đầu đi, ta đoán cục đá bên tay trái của ngươi sẽ rơi trước. Nhìn kỹ nhé. Chứ sao có thể thế được? Chứ không thể nào. Ngươi nhất định đã làm trò gian lận. Ta biết ngươi sẽ nói thế. Không tin ngươi tự thử xem. À, tại sao lại như vậy? Cực là phải chịu. Bây giờ có thể dạy ta học võ được chưa? Tại sao hai cục đá lại rơi xuống cùng lúc? Ngươi có thể hiểu là tốc độ rơi của cục đá và trọng lượng của cục đá không có liên quan gì. Dù trọng lượng của hai cục đá chênh lệch bao nhiêu, khi rơi từ cùng độ cao, chúng luôn rơi xuống đất cùng lúc. Ngươi cũng chỉ biết một, không biết hai. Ngươi biết nước sông ở sau núi chảy về đâu không? Nói nhảm, tất nhiên là chảy xuống chân núi. Vì sao nước sông luôn chảy từ trên núi xuống dưới, mà không phải từ dưới núi chảy lên? Vì nước vốn chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. Điều này cần lý do sao? Lá trên cây vì sao luôn rơi xuống đất, mà không bay lên trời? Vì sao trong nước có thể thấy bóng mình? Sau mưa, cầu vồng từ ngoài vào trong. Vì sao luôn là đỏ cam vàng lục lam chảm tím? Cầm miệng! Dù là chuyện nhỏ nhất, cũng ẩn chứa đại tri thức. Trên thế giới này, không phải mọi vấn đề đều có giải thích. Ta sẽ dạy ngươi học võ. Ngươi im miệng đi, ông hô. Ngươi biết Hàng Long Thập Bát Trưởng không? Hàng Long Thập Bát Trưởng gì? Trưởng pháp mạnh nhất thiên hạ. Khi xuất chiêu có tiếng rồng gầm, trưởng pháp tinh diệu vô song. Ngươi chưa nghe nói về lục mạch thần kiếm sao? Dồn hết chân khí, tụ vào đầu ngón tay, phát ra ngoài không khí, gần thì điểm huyệt đối phương, xa thì tổn thương kẻ thù. Đây là kiếm pháp tinh diệu nhất thế gian. Chưa nghe qua, người biết Lăng Ba Vi Bộ không? Luyện thành rồi, thân nhẹ như yến, có thể bay qua mái nhà, đi trên mặt nước. Cái này cũng chưa nghe qua, vậy chắc người biết Thái Cực rồi chứ? Lấy yêu thắng mạnh, dùng nhu chế cương, cường nhu kết hợp, mượn lực đánh lực, bốn lạng đầy ngàn cân. Những công phu tuyệt diệu người nói, ta chưa từng nghe nói. Ai trong giang hồ luyện thành Hằng Long Thập Bát Trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Thái Cực Quyền Trang? Theo như ngươi nói, những võ công tuyệt đỉnh này chỉ cần học được một môn đã đủ xưng bá võ lâm. Nhưng trong giang hồ, không ai có thể làm được những gì ngươi nói. Tạm thời chưa bàn đến việc khác, nhưng việc xuất chiêu từ xa, dù là cao thủ cũng không thể làm được. Nhưng điều này không có sao. Ngươi nghe về những võ học này ở đâu? Chuyện này nói ra dài lắm. Tạm thời kể ra nghe xem. Theo truyền thuyết, vào cuối triều đại trước, trong giang hồ có 5 vị cao thủ tuyệt đỉnh để tranh đoạt kỳ thư võ học đệ nhất thiên hạ Cửu Âm Chân Kinh. Họ hẹn nhau quyết đấu tại đỉnh. Trận chiến ấy kéo dài 7 ngày 7 đêm, đánh đến mặt trời mặt trăng không ánh trời đất mất màu. Dưới ánh nắng ấm áp mùa thu, một người tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện viết nên một câu chuyện truyền kỳ. Sau khi thay đổi một chút, thiết lập lại bối cảnh, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, theo lời kể của hắn, Liễu Như Ý không tự chủ mà bị cuốn vào những câu chuyện tuyệt vời đó. Ta cảm thấy mình có thể đi kể chuyện kiếm tiền, vô tình lại có thêm một cách mưu sinh. Ta thật là thiên tài. Hôm nay kể đến đây thôi. Bao giờ ngươi dạy ta võ công? Chuyện này để vài ngày nữa nói. Anh, sao nhiều muối thế? Nếu có một chai nước hoa lục thần thì tốt. Đúng rồi, không có sẵn, ta có thể tự làm mà. Sao lại bị thím của ngươi? Đánh nữa. Vậy là việc kinh doanh kẹo hồ lô có vấn đề rồi, có phải không? Trên phố đã có nhiều người rồi, đã sao chép kẹo hồ lô của chúng ta? Công tử làm sao biết được? Lũ người không biết xấu hổ. Ý tưởng này rõ ràng là của công tử nghĩ ra. Sao họ dám cũng bán kẹo hồ lô?
Đây đều là người thân cận của Liễu Thị. Ban đầu họ rất xem thường kẹo hồ lô, nhưng sau đó nhìn thấy cuộc sống của họ ngày càng sung túc hơn, mọi người mới nhận ra đây thực sự là một món lời. Chẳng mấy chốc đều bắt chước, Lão Phương cũng bắt đầu bán kẹo hồ lô. Em rằng không chỉ có họ bắt chước đâu, từ vài ngày trước trên phố bỗng dưng nhiều người bán kẹo hồ lô. Trước đây chúng ta chỉ mất chưa đến một giờ đã bán hết kẹo hồ lô. Hôm nay giao cả ngày vẫn còn lại một nửa chưa bán được. Lão Phương, ta đã nói bao nhiêu lần, làm việc không được làm bừa, phải dùng đầu óc. Nếu cứ thế này cả đời ngươi đừng mong mua nhà lớn. Lại đây, tiếp theo các ngươi phải làm thế này. Ông, ta nghĩ công tử cũng không phải là người tốt. Hừ. Trong những ngày tiếp theo, Lão Phương dùng giả mua hết quả sơn tra ở thành Thanh An. Như thế, những người bắt chước bán kẹo hồ lô sẽ không có quả sơn tra để làm. Tình trạng này không kéo dài lâu. Hai ngày sau, Lão Phương bán tất cả quả sơn tra với giá cao. Mọi người vừa chửi thầm trong lòng, mấy người kia trông ngu ngốc. Lúc đầu là tích trữ hàng, sau đó nhân cơ hội tăng giá quả sơn tra, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng vì đây là chỗ duy nhất trong thành bán quả sơn tra. Cũng chính lúc này, trong thành đột nhiên xuất hiện loại kẹo hồ lô mới, lại một lần nữa gây sốt. Nguyên liệu của kẹo hồ lô này không phải là của sơn tra, mà là trái cây tươi theo mùa, cắt thành từng miếng nhỏ, phủ đường rồi, sau lại thành chua hơn kẹo hồ lô làm từ của sơn tra. Loại kẹo hồ lô của Liễu Thị này nhanh chóng mở rộng thị trường trong thành Thanh An. Những người chú ý sẽ nhận ra kẹo hồ lô đầu tiên xuất hiện trong thành cũng chính là từ những người này, và kẹo hồ lô của họ có hương vị ngon hơn so với những người bán khác. Hiệu ứng thương hiệu này khiến cho sau này có người bắt chước làm kẹo hồ lô mới, cũng khó có thể đe dọa được kẹo hồ lô Liễu Thị. Những gương mặt thật thà chất phác đó dường như đã trở thành biểu tượng cho kẹo hồ lô chính hãng trong thành Thanh An. Người xuyên không chớp mắt này ngủ được vì bị muỗi cắn, dùng kiến thức hiện đại để chế tạo nước hoa đổi muối, chỉ mong mỗi đêm có thể ngủ ngon. Có vẻ như thiết bị trưng cất này vẫn quá thô sơ, sau này nếu muốn sản xuất quy mô lớn, nâng cao hiệu suất nhất định phải cải tiến thiết bị trưng cất. Sau đó nghiền sừng bò thành bột, trộn với kim ngân hoa, bạc hà và lắc đều trong nửa giờ, rồi lọc bỏ cạn là hoàn thành. Thành công rồi, giờ không cần lo bị muỗi cắn nữa. Nhưng về việc quảng bá nước hoa đổi muỗi và nước hoa ở thế giới này, trong lòng ta vẫn chưa chắc chắn. Trước hết gọi mọi người lại cùng thảo luận đặt tên đã. Đây là nước hoa đổi muỗi mới mà ta nghiên cứu, có tác dụng đổi muỗi, giảm ngứa, mát mẻ. Trước khi ảnh hưởng đưa ra bán, cần phải đặt cho nó một cái tên nổi bật. Các người nghĩ thế nào về tên lục thần? Công tử, có câu này ta không biết có nên nói hay không. Vậy thì đừng nói. Vậy ta sẽ nói, tên này thật sự không hay. Mê mơ, Giao Hoàn, ngươi thấy sao? Công tử, ta cũng thấy không hay. Ta nghĩ không bằng gọi là Như Ý Lộ. Ồ, cái tên này hay đấy. Ta cũng thấy tên này hay. Tên này thực sự nghe hay, nhưng tất cả những gì liên quan đến nước hoa đều là công lao của ta. Tại sao phải dùng tên của hắn để đặt tên? Xinh đẹp là có đặc quyền sao? Hay gọi là Lục Thần Như Ý Lộ? Mê mơ, hay Như Ý Lục Thần Lộ cũng được. Từ về việc đặt tên cho nước hoa đổi muỗi, cứ thế vui vẻ quyết định đặt tên cho nước hoa sắp ra mắt này Như Ý Lộ. Tiểu Hoàn, hôm nay dẫn người chọn cửa hàng của Như Ý Lộ chúng ta phải là tốt nhất. Thật hào phóng khi dám bỏ ra 100 lượng, điều này cũng hơi quá hào phóng rồi. Ồ, 100 lượng bạc. Dám hỏi hai vị huynh đài, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, vì sao mọi người lại tụ tập ở đây? Huynh đài có điều không biết, hôm nay mấy thị xã của phủ Thanh An tụ họp tại Ý Hương lâu này để thi thơ văn luận cao thấp, chỉ thằng mới có thể tham gia hội thơ trung thu ngày mai. Có lẽ không lâu sau sẽ có tác phẩm hay được lưu truyền ra. Hai vị huynh đài nói đến 100 lượng bạc. Ồ, 100 lượng bạc đó là phần thưởng của lần thi này, cuối cùng sẽ được tặng cho người thắng cuộc. 100 lượng bạc, thắng là có thể mang về. Như vậy thì, tiền thuê nhà thỏ không phải có rồi sao? 100 lượng bạc này, rõ ràng là may mắn dành cho chính mình. Cảm ơn hai vị huynh đài. Tiểu Hoàn, chúng ta vào thôi. Huynh đài khoan đã, huynh đài còn có chuyện gì? Không biết huynh đài có thiệp mời không? Thiệp mời gì chứ? Tùy Hương lâu hôm nay đã bị bao chọn, phải có thiệp mời mới vào được. Vì vậy chúng tôi mới bị chặn ngoài cửa. Nói vậy là chúng tôi không vào được rồi. Cũng không hẳn như vậy, không có thiệp mời cũng có thể vào, chỉ cần đoán đúng câu đố đen lồng của họ là được. Đã vậy thì chúng ta đoán đố đen rồi vào. Những câu đố này đều là những câu chưa giải được từ lễ nghiên tiêu năm ngoái. Nếu dễ đoán vậy thì chúng tôi đâu phải còn đứng đợi ngoài cửa. Đoán được hay không một lát sẽ biết. Phía trước đám đông, mọi người đang tranh cãi quanh mấy chiếc đèn lồng đỏ lớn. Dưới đèn lồng treo những dải vải trắng, trên đó viết câu đố bạch xà qua sông. Đỉnh đầu là một vầng hồng nhật. Có ai có thể đoán được câu đố bạch xà qua sông? Đỉnh đầu là một vầng hồng nhật không? Đó là đèn dầu, huynh đài. Đèn dầu gì? Cho dù đoán mò cũng phải đoán một cái gì có âm vang. Bạch xà hồng lục và đèn dầu có liên quan gì? Công tử tài giỏi. Đáp án của câu đố đèn lồng này chính là đèn dầu.
Chúng ta thật sự đã đoán đúng. Tại sao lại đèn dầu? Ta biết rồi, tin đèn chính là bạch xà. Chẳng phải là vân hồng sao? Bây giờ ta có thể vào trong được chưa? Công tử, xin hãy giao lại cho chúng tôi để vào trong. Công tử chỉ có thể vào một mình. Tại sao? Bởi vì công tử chỉ giải được một câu đố đèn lồng. Theo quy định của chúng tôi, chỉ có thể là công tử một mình vào. Vậy thì thêm một câu nữa để ta có thể vào hai người. Câu tiếp theo là ông Long Trưởng Bút, thân phủ đầy vạn điểm kim tinh. Công tử mời. Đáp án của câu đố đèn lồng này là cân đo. À, chúc mừng công tử, bây giờ công tử có thể dẫn theo vị cô nương này vào trong. Thì ra là vậy, so sánh cân đo với ông Long, cân sao chính là vạn điểm kim tinh. Hổ thẹn, tưởng rằng ta đọc sách nhiều mà không thể nhìn thấu hai câu đố đèn lồng nhỏ. Đừng để ta cũng. Hai vị huynh đài, sao không cùng vào đi? Hai người kia ngạc nhiên, chưa kịp điều chuyện gì, xa nhân đã đi đến trước hai chiếc đèn lồng còn lại. Minh Nguyệt bán đính vấn túc hạ, tàn hoa sông lạc mã để tiền. Đáp án của câu đố đèn lồng này hẳn là chữ hùng. Viện sử lưỡng hành sở chắc là biển chú nhất diệt thủy bình lưu. Câu này cũng là một câu đố. Đáp án là chữ huệ. Xin mời các vị. Cảm ơn huynh đài. Dịch vụ ở đây thật chu đáo. Một thị nữ cũng xinh đẹp đến vậy. Nhìn khay bánh của ấy cầm, trông có vẻ rất ngon. Công tử muốn cái này phải không? Tiểu Hoan, qua đây thử cái này. Cảm ơn Nhược Khanh. Trước khi quen biết thư sinh đó, chưa từng gặp Nhược Khanh. Rô Chính, ta nhớ Thúy Mắc từng nói, hãy để dành cho hắn hai miếng. Hắn thích nhất là bánh hoa quế mà người làm. Sao, bánh này ngon chứ? Ừ. Huynh đài thật bất ngờ, lại quen biết với các tài nữ của Vân Anh xã. Thầm cần. Hoàng cô nương là ai? Huynh đài đừng đùa nữa. Hoàng cô nương tuy là ưu lê nhưng tài văn rất nhiều. Chúng tôi cũng không theo kịp. Dù những tài tử nổi tiếng, cũng không vì thân phận mà coi thường nàng. Huynh đài quen biết Hoàng cô nương không phải là điều đáng xấu hổ. Tại sao phải giấu giếm? Các ngươi nói Hoàng cô nương là ai? Vì đó chính là Hoàng cô nương. Gì chứ? Đó chẳng phải là thị nữ của Túy Hương lâu sao? Sao Hoàng cô nương có thể là thị nữ? Và mấy cô nương bên cạnh nàng? Chẳng phải là các tài nữ của Văn Anh xã sao? Vậy nói ra người vừa rồi không phải là thị nữ ở đây. Bánh đó cũng không phải của quán, mà là do người ta mang đến. Thật là xấu hổ quá đi. Hôm nay có Nhược Khanh ở đây, các thi xã khác không cần lo lắng. Chỉ có Đông Lê và Bạch Lộc là không thể xem thường. Tô Văn Thiên và Phương Chu đều rất giỏi về thơ Trung Thu. Chúng ta phải cẩn thận. Tô Văn Thiên thì cũng được, nhưng thơ tài của Phương Chu không tầm thường. Thơ viết trong Việt Thất Tịch tháng trước đã lọt vào top 10. Nếu không phải Nhược Khanh tỷ tỷ, đại hội đó thắng giải nhất là hắn rồi. Chuyện đó liên quan gì đến ta? Sao lại không liên quan? Nếu không có Nhược Khanh tỷ tỷ với bài trước đầu tiên, giải nhất chẳng phải bị người họ Phương kia giành mất sao? Lời của thiếu nữ dường như khiến Hoàng Nhược Khanh chìm vào hồi ức. Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ tiếc nuối. Tô Văn Thiên không thể xem thường. Nói về thơ Thất Tịch, Tô Văn Thiên có lẽ không bằng Phương Chu, nhưng phong cách của thơ Thất Tịch và Trung Thu rất khác nhau. Phương Chu làm tốt, thơ Thất Tịch chưa chắc đã vượt trội trong thơ Trung Thu. Năm ngoái ở hội thơ Trung Thu, hắn đã thua Tô Văn Thiên. Sợ gì? Chúng ta có Nhược Khanh tỷ tỷ mà. Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ mau đi xem, ngoài kia còn đèn chỉ thiên rơi không? Biết đâu lại tìm được một bài thơ Trung Thu giết chết chúng. Các ngươi nói tài tử làm bài thiết Triều Tiên, có tham gia hội thơ ngày mai không? Có lẽ không? Từ khi trước Kiều Tiên ra mắt không còn làm thơ Thất Tịch nữa, tài tử nổi tiếng nhất của Phánh An chuyên về thơ Thất Tịch. Từ khi nổi tiếng với thơ của mình, phải đến sau này không làm nữa, sau đêm làm thơ Thất Tịch. Không biết bao nhiêu người đều tìm kiếm tài tử tên là Hạ Nhân, nhưng chưa ai từng gặp. Phải rồi, Nhược Khanh không từng có thông tin về tài tử tên là Hạ Nhân sao? Sau đó thế nào? Ta và Thúy Mắc đã hỏi thư sinh vẽ trên đó. Thư sinh nói bức tranh không phải do hắn vẽ, hắn cũng chỉ gặp người đó một lần. Ta cũng đã thấy bức tranh đó, thật khó tưởng tượng. Kỹ thuật vẽ có thể đạt đến mức đó. Cái gọi là vẽ sơ ba phần cũng chỉ đến vậy. Tài tử tên Hạ Nhân có tài thơ vẽ tuyệt diệu. Nếu có thể gặp được, cũng coi như giải tỏa một nỗi tiếc lớn trong đời. Những ngày này Túy Mặc ôm tranh nghiên cứu, cũng có chút tiến bộ. Trong những ngày đó, đạo trưởng chắc cũng mong ngày mai gặp được vị tài tử đó. Cô Yến, hay chúng ta về đi. Đợi thêm một lát nữa, mất mặt 100 lượng bạc để an ủi một chút. Nhưng cái hội thơ này sao còn chưa bắt đầu? Hạ Nhân cảm thấy hơi buồn bã, nghĩ đứng dậy định tìm người hỏi. Khi đi đến vị trí cửa, có một bóng người từ bên ngoài bước vào. Là ngươi? Hắn đang nói chuyện với mình, nhưng mình không hề quen biết hắn. Tên Đào Hoa gì chứ? Chúng ta quen nhau sao? Túy Mặc, sao vậy? Túy Mặc cô nương, có vẻ nữ tử hát thuốc từ tiên, chính là Túy Mặc phải không? Khi đó quá xúc động, còn nắm tay nàng ấy nữa, không trách được nàng ấy lại coi mình là tên Đào Hoa.
交还。chúng ta đi thôi. Ngươi làm ta tức chết rồi. 姑娘了。rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 发生了什么事情？chuyện này để sau hãy nói. Như khanh tỷ, bánh hoa quế tỷ mang cho ta đâu? Không lại quên rồi. 不会是忘记了吧？cuối cùng ngươi hãy nói. 你还是和我们说说刚才到底发生了什么事情吧？就是一个吞吐词而已，有什么好说的？姑爷，什么是吞吐词啊？小姑娘家家的，不要乱问。小花已经十五岁，不小了。tên đào hoa là gì vậy？ 是什么意思？等回到寨子里面，木木小姐就知道了。gì bánh hoa quế của ta bị tên vô lại đó ăn rồi à? Thực ra xinh đó nhìn cũng không giống người vô lại, có lẽ có sự hiểu lầm gì đó. Thật làm ta tức chết mà. Dù anh ta không cố ý, nhưng thái độ thờ ơ của anh ta thật sự làm người khác tức giận. Hà Nhân ngồi đó thỉnh thoảng nghe vài câu những bài thơ của mấy đại tử xung quanh, sau đó là màn khen ngợi của mọi người, sau đó nụ cười chế nhạo của Hà Nhân bị từng phạm lỗi thấy được bắt gặp nhanh chóng. Không biết anh ta có thể làm ra bài thơ nào hay không. Quá kiêu ngạo rồi. Công tử, xin lỗi, xin lỗi. Không sao, không sao. Phó mã, cô nương này là thị nữ của huynh đài. Thị nữ nhỏ không hiểu chuyện đã làm phiền huynh đài rồi. Chuyện nhỏ thôi, huynh đài trông lạ mặt quá. Có phải tài tử của Khánh An phủ không? Tài tử không dám nhận. Không biết đài thấy hai thị nữ của ta thế nào? Thực không giấu, ta rất coi trọng thị nữ của huynh đài. Nếu huynh đài đồng ý nhường lại, ta nguyện dùng hai thị nữ này đổi lại. Xin lỗi, ta không có ý muốn thị nữ của huynh đài. Ta thật lòng. Huynh đài sao phải từ chối quyết liệt vậy? Thực không giấu, phụ thân ta là huyện lệnh An Tức. Sau này huynh đài có việc gì, ta có thể giúp được. Tên họ Lưu không phải người tốt, không biết thương sinh đó có đổi không? Tên họ Lưu đó cha là huyện lệnh, thương sinh đó có lẽ sẽ không đổi. Chỉ là một thị nữ thôi. Quân tử thành toàn cho người. Nếu huynh đài đồng ý nhường lại, chắc sẽ thành chuyện đẹp trong hội thơ hôm nay. Ta là Tố Văn Thiên, chủ thi xã Đông Lê. Huynh họ Lưu là bạn ta, xin huynh đài nể mặt ta. Nể cái gì mà nể? Người thô lỗ, lời lẽ dơ bẩn, không thể nghe nổi, không thể nghe nổi. Thật xấu hổ, ngươi thật là nhục cho người học hành. Ta nhớ ngươi rồi, đi thôi. Phỏ mã, đều là lỗi của Tiểu Hoàn. Không sao, chuyện này không phải lỗi của Tiểu Hoàn. Nhưng họ đều nói phỏ mã. Bọn họ đều là người xấu, làm Tiểu Hoàn của chúng ta khóc rồi. Ăn bánh xong, chúng ta về nhà. Lời thư sinh đó nói vừa rồi thật thả dạ. Cuối cùng, ta thấy công tử đó không phải là người vô lại. Nếu không đã đổi hai thị nữ kia rồi. Dù không phải vô lại, mọi người đang nói cười, đột nhiên trên lầu vang lên tiếng hô. Mọi người đều ngước lên, thấy nhiều người tụ tập quanh một bàn. Bên đó có chuyện gì vậy? Có tác phẩm hay nào xuất hiện sao? Mọi người đang thắc mắc. Một nữ tử lớn tuổi bước lên lầu, chốc lát sau cầm một tờ giấy bước xuống, vẻ mặt lo lắng. Trên đó có chuyện gì? Bài từ này do Tố Văn Thiên vừa viết. Mọi người xem đi. À, chuyện gì vậy? Bài từ này viết hay mà. Tố Văn Thiên về từ Trung Thu của thực hơn hẳn Phương Châu. Như Khanh tỷ tỷ, từ của tỷ có hơn được Tố Văn Thiên không? Ta cũng không ngờ, Tố Văn Thiên về từ Trung Thu đã có trình độ này. Ta sợ là không bằng. Dựa vào bài từ này, cuộc thi hôm nay, Tố Văn Thiên đã thắng rồi. Thi xã Vân Âm không thể thắng, sẽ không đủ điều kiện tham gia hội thơ Trung Thu. Và ta tự nhiên cũng không có cơ hội gặp tài tử tên Hà Nhân đó. Dù chúng ta có thể tham gia hội thơ ngày mai, cũng chưa chắc gặp được người muốn gặp. Như Hiển nói, từng phạm lỗi cũng hiểu rõ, nhưng đó vẫn là hy vọng. Nếu hôm nay thua, ngay cả hy vọng đó cũng không có. Từng phạm lỗi thất vọng quay đầu. Vừa thấy Hà Nhân cầm một tờ giấy, xem qua một chút, khẽ cười một cách khinh bỉ, khuôn mặt lại hiện lên biểu cảm như trước. Biểu cảm này giống khi anh ta thấy những bức tranh không tinh tế, có chút tương đồng. Hà Nhân tùy tiện ném tờ giấy lên bàn, dắt Tiểu Hoàn hai người đi về phía cửa. Từng phạm lỗi bước đến chỗ Hà Nhân vừa đứng, nhặt tờ giấy lên. Trên tờ giấy là bài thơ của Tố Văn Thiên được khen ngợi. Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt từng phạm lỗi trở nên phức tạp, nhưng nhanh chóng trở nên kiên quyết, chạy theo bóng dáng Hà Nhân. Nếu biết sớm hội thơ này, không cho người ngoài tham gia, thì đã không lãng phí thời gian. Ăn thêm chút hoa quả, bánh rồi về nhà. Đợi đã, người phụ nữ này không xong rồi. Người muốn gì nữa? Chỉ cần giúp ta một việc, chúng ta có thể xóa hết toán thù trước đây. Không giúp. Đứng lại, công tử dừng bước.
từng phạm lỗi tình khi bướng bỉnh, nếu có điều gì đắc tội công tử. Như Huyền ở đây xin lỗi công tử, mong công tử không trách. Đều là nữ tử, sao tính cách khác biệt thế? Một tiểu thư xinh đẹp ta đã đối phó không nổi, giờ lại thêm một tiểu thư khác. Nhị tiểu thư, các người ở đâu? Tiểu hoan một mình không trông nổi phò mã. Cô nương Huyền khách sáo quá, chuyện này ta không để bụng. Không để bụng gì chứ? Rõ ràng là để bụng mà. Công tử không chê, hãy gọi ta là Như Huyền được rồi. Cô nương Như Huyền nếu không có việc gì khác, ta xin cáo từ. Thực không giấu, hiện tại thật sự có một việc muốn nhờ công tử. Cô nương cứ nói. Như Huyền biết việc này hơi đường đột, nhưng không biết công tử có thể vì thi xã Vân Âm là một bài từ Trung Thu không? Tiểu nữ cảm kích không hết. Từ Trung Thu, cô nương là để tham gia hội thơ Trung Thu ngày mai sao? Thực không giấu, thi xã Vân Âm phải thắng cuộc thi hôm nay, vì ngày mai trong hội thơ Trung Thu có người chúng ta muốn gặp. Thôi được, tỷ tỷ Như Huyền chúng ta đi, không nhờ tên vô lại này. Quân tử thành toàn cho người. Đối với cô nương Như Huyền rất quan trọng, ta sao có thể từ chối? Đa tạ công tử. Khoan đã, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Cô nương Như Huyền chỉ muốn thắng cuộc thi hôm nay, để tham gia hội thơ Trung Thu. Mê mơ, nghe nói thi sẽ thắng cuộc thi, sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Những thứ khác ta không cần, chỉ cần 100 lượng bạc đó thôi. Đương nhiên rồi, ha ha. Đồ keo kiệt, chui vào tiền rồi. Nhờ công tử tất cả. Để ta đọc bài của cô nương Như Huyền. Giữa hoa một bình rượu, uống một mình không bạn. Hai nhân thực sự được không vậy? Nâng cốc mời trăng, thành ba người với bóng. Chẳng lẽ thôi anh ta thật sự hay? Trăng không hiểu uống rượu, bóng chỉ theo thân ta, tạm cùng trăng với bóng, vui vẻ đúng lúc. Ta hát trăng trầm trừ, ta mùa bóng rối loạn, lúc tỉnh thì vui vẻ cùng nhau. Khi say thì mỗi người một kết tình bạn vô tư, hẹn gặp trên trời cao. Bài thơ này có tên là Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình. Từng phạm lỗi đứng ngay ra bên cạnh, thấy ánh mắt mọi người xung quanh, dường như bị thu hút bởi những câu thơ trên giấy. Lâu không rời mắt, quay đầu nhìn hài nhân với vẻ mặt bình tĩnh, biểu cảm bắt đầu thay đổi. Một lúc sau, các cô nương của thi xã Vân Âm mới rời mắt khỏi giấy, nhìn nhau, trên mặt hiện lên tia sáng khó tả. Chúc mừng Tố huynh thật tài hoa, chúng ta khâm phục. Với bài từ này của Tố huynh, chắc chắn ngày mai trong hội thơ Trung Thu sẽ tỏa sáng. Ta xin chúc mừng Tố huynh trước. Đâu có, các vị quá khen rồi. Tố huynh lần này thật làm chúng ta kinh ngạc. Đợi đến ngày mai, có thể so tài với Dương Yến Châu, Thẩm Triệu và Sen Cao Thấp. Một trận so tài. Huynh nói quá lời rồi, Tố mỗ tự biết mình còn kém. Khánh An phủ nhiều tài, dù giỏi thơ văn, ta cũng không dám nói thắng hai người đó. Giữa hoa một bình rượu, uống một mình không bạn. Nâng cốc mời trăng, thành ba người với bóng. Trăng không hiểu uống rượu, bóng chỉ theo thân ta. Tạm cùng trăng với bóng, vui vẻ đúng lúc. Kết tình bạn vô tư, hẹn gặp trên trời cao. Như Hiển, bài thơ này so với bài của Tố Văn Thiên thế nào? Ánh sáng của hạt gạo, sao có thể so với ánh trăng rằm? Tố Văn Thiên có tài cán gì mà dám so với bài từ truyền thế này? Từ truyền thế, đến vô lẽ đó, thơ tài cao đến mức này sao? Bài thơ này nếu truyền ra ngoài, tài tử văn nhân Khánh Bắc, ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nâng cốc nhấp môi, không thể thiếu câu. Nâng cốc mời trăng, thành ba người với bóng. Hội thơ thất tịch vừa rồi, Phương Châu vừa Tố Văn Thiên, nếu không phải có bài thước thiếu tiên của ai đó, chắc ngôi đầu đã thuộc về anh ta. Hôm nay tại hội thơ Trung Thu, lại bị Tố Văn Thiên vượt mặt. Nếu thi xã Bạch Lộc không có bài thơ hay hơn, chắc chắn sẽ thua. Chuyện này cũng dễ hiểu, thơ từ một khi đến, luôn khó phân cao thấp. Phương Châu giỏi thơ thất tịch, Tố Văn Thiên giỏi thơ dũng động. Phương Châu thua, không oan uổng. Nói thật, các cô nương của thi xã Vân Âm cũng không thể xem thường. Không biết tối nay họ có bài từ nào ra hồn không? Tất nhiên là có. Một bài từ của cô nương Huyền, so với Phương Châu còn hay hơn, nhưng so với Tố Văn Thiên, vẫn thua một bậc. Trung Quỳ vẫn là nữ tử, nếu nói vậy, hôm nay người thắng chắc chắn là thị xã Đông Lê. Tố Văn Thiên với bài từ này, ngày mai tại hội thơ chắc chắn sẽ nổi danh. Không hẳn thế, ngày mai tài tử Khánh An phủ tụ hội, tác phẩm hay không thiếu, Tố Văn Thiên có lọt tắp không, còn phải xem vận may. Mọi người chờ đã. Huynh sao thất thần vậy? Xem đi. Huynh nhìn xem. À, bài thơ này là của ai viết? Tự mình là thư pháp đẹp, truyền truyền và tinh tế, chắc chắn là do một tài nữ của thi xã Vân Anh viết. Bài thơ này chắc chắn là họ viết. Thời gian để lại cho anh không còn nhiều nữa.
không thể nào, không thể nào. Trong thi hội văn anh, không thể có ai làm ra được bài thơ như thế này. Dù là vạn như thần cũng không thể. Bài thơ này căn bản không giống do phụ nữ. Giữa hoa có một bình rượu, uống một mình không ai không thân không bạn. Chỉ điểm này, bệnh cũ của họ không ai làm hài lòng. Hơn nữa còn vĩnh kết vô tình bạn. Thần thiết lờ mờ giữa giải ngân hà. Một người phụ nữ, làm sao có thể có tấm lòng như vậy? Xuống dưới xem, tôi không tin bài thơ này là của thi xã văn anh viết. Bài dưới trăng uống một mình này thực là tác phẩm đỉnh cao của thơ Trung Thu. Tôi ngưỡng mộ vô cùng, không biết bài thơ này là của tài nữ nào của thi xã Văn Anh viết. Là cô Vạn? Không phải, chẳng lẽ là cô Tử Mặc? Tôi không có văn tài như vậy. Thì không cần hỏi nữa, bài thơ này là của vị công tử này viết. À, cô này thật là thật thà. Nếu tôi không nhớ sai, lần thi viết này ngoài vài thi xã ra, người ngoài không được tham gia phải không? Nếu vị công tử này không phải là người ngoài thì sao? À, ý của cô Triệu là gì? Không giấu gì, vị công tử này đã gia nhập thi xã Vân Anh từ lâu. Thơ của anh ấy tự nhiên đại diện cho chúng tôi. Vị công tử này gia nhập thi xã Vân Anh từ khi nào? Cô hỏi tôi cũng không biết. Thi xã Vân Anh trước giờ chỉ có phụ nữ, đó là điều ai cũng biết. Cô Triệu đừng đùa nữa. Chúng tôi khi nào nói, thi xã Vân Anh chỉ cho phụ nữ gia nhập. Thi xã Vân Anh lại cho phép nam giới gia nhập. Hóa ra chúng tôi luôn hiểu sai. Như vậy, bài thơ này tự nhiên có thể đại diện cho thi xã Vân Anh. Nếu họ có thể tham gia thi hội Trung Thu ngày mai, có người này ở đó, Dương Diễn Châu và Thẩm Triệu cũng phải thất vọng tại chỗ. Như thi từ này cũng không thể viết, vì hôm nay thi từ của Trung Thu không phải thi thơ Trung Thu. Thơ và từ khác gì nhau? Thi hội Trung Thu luôn luôn có cả thơ và từ. Nhưng hôm nay chúng tôi thi đúng là thơ Trung Thu. Điều này cô Triệu không thể phủ nhận. Tâm hồn của Tô Văn Thiên quá hẹp hòi. Người này dù có chút tài năng, cũng không thể thành công lớn. Dù Tô Văn Thiên có chức vô liêm sỉ, nhưng lần này anh ta đúng là đứng về phía lý. Chưa kịp nói trước cho công tử về thi xã Vân Anh. Thật là đáng tiếc. Không cần quá bi quan, sau hôm nay, chỉ cần nhờ bài thơ này, công tử đã đủ nổi danh. Toàn bộ thi xã Nguyên Anh ở Phú Kỳ Mã cũng sẽ được mọi người biết đến. Tô Văn Thiên mất lòng người, dù thắng vẫn bại, thì xã Vân Anh dù bại vẫn vinh. Tôi phải chúc mừng Tô Huynh trước. Huynh Lưu nói quá sớm, nói quá sớm. Phải từ từ nói, Huynh nói sớm quá. À, ý của công tử là gì? Lại phải làm phiền cô nương Nhược Thanh cầm bút rồi. Ô, anh ta lại muốn làm một bài từ Trung Thu ngay tại chỗ, thật đáng sợ. Thổi tan khói tàn vào gió đêm, một vầng trăng sáng lên màn rèm. Anh đừng mở mình người càng xa, dù lòng đồng nhưng giường không chung. Tình sâu đậm ý nồng nàn, mây xanh về đi không dấu vết, chỉ biết hướng về trước. Tình yêu như giam đôi uyên ương hai nơi. Anh à, dùng điệu dài để miêu tả nỗi tương tư chia lìa, dù bình dị không hòa mỹ nhưng cũng vô cùng sống động, tựa như thuật lại trực tiếp, nhưng càng rõ ràng nỗi buồn tương tư chia ly. Không ngờ huynh đài lại là người giỏi cả thơ và thật ngưỡng mộ. Tố Văn Thiên tự biết không bằng huynh đài, đã chủ động rời đi. Cuộc thi viết hôm nay đáng lẽ phải là của thi xã Vân Ưng. Vị công tử này đầy tâm sự ly biệt, có lẽ là đang nhớ người trong lòng. Không biết vị cô nương nào may mắn lại được công tử này để ý. Nếu không có công tử hôm nay, có lẽ chúng ta đã rời đi rồi. Số tiền 100 lượng bạc này vốn là để tặng cho người đứng đầu hôm nay, xin công tử nhận lấy, xin đừng từ chối. Cảm ơn cô nương Triệu, ta không khách sáo nữa. Những cuộc thi thơ như vậy nên tổ chức thêm vài lần. Bỏ thơ, nhận tiền rồi chạy, không phải vất vả mang kiệu mạch nha đi khắp phố, thoải mái hơn nhiều. Tiểu Hoàn, cầm lấy tiền, chúng ta về nhà. Ừ. Ngươi định làm gì? Tiểu thư Túy Mặc, chuyện hôm đó không có ý xúc phạm, chỉ là nhận lầm cô nương với một người bạn của ta. Nếu đã làm phiền cô nương, mong cô nương không trách. Dù thư sinh này vô lễ, nhưng tài năng thì kinh người. Những người tài ba như vậy, ai cũng kiêu ngạo. Giữa nơi đông người, lại cúi đầu nhận lỗi với một nữ tử. Nếu công tử không cố ý, chuyện này không cần nhắc lại. Không biết ngày mai thi thơ Trung Thu, công tử có tham gia không? Không giấu cô nương Triệu, ta thực sự không có hứng thú với thi thơ. Đã muộn rồi. Nếu không có việc gì khác, ta xin cáo từ. Công tử này khác với các tài tử thông thường. Anh ấy cũng là người cao quý, không quan tâm đến danh hão. Với tài thơ của anh ấy, vừa rồi chỉ nghĩ về thơ từ, quên hỏi tên công tử. Phu quân đang làm gì vậy? Đây gọi là thái cực. Lúc nhỏ có một đạo sĩ đi qua làm dạy. Nghe đạo sĩ nói, luyện cái này có thể tu dưỡng thân tâm, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cũng có thể. Nàng muốn học không? Phu quân đùa rồi, dù đạo gia giỏi dưỡng sinh, nhưng từ xưa có mấy ai sống trăm tuổi?
trong làng, người sống đến 60-70 tuổi đã là hiếm. Giờ đi, dù là người luyện võ như chúng ta, sống lâu hơn chút, sống đến tuổi đó đã là phúc lớn. Sao dám mong sống trăm tuổi? Mấy ngày nay ta may cho phu quân bộ quần áo. Phu quân thử xem có vừa không? Ô, vừa vặn, cảm ơn nàng. Phu quân không cần khách giáo, công tử, tiểu thư, ăn cơm thôi. Phò mã và tiểu thư đang làm gì vậy? Sao mặt tiểu thư đỏ thế? Trước ngày hội thơ Trung Thu, sau một cuộc thi thơ nhỏ, có hai bài thơ Trung Thu lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc. Bài thơ Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình gây ấn tượng mạnh hơn. Không biết bao nhiêu tài tử vừa nâng cốc mời trăng, vừa thành ba người với bóng, vừa uống rượu ca hát, đã tôn vinh bài thơ này là đệ nhất Trung Thu. Tất nhiên nhiều tài nữ thích nhất là bài từ Niệm Nô Kiều Trung Thu. Trong lòng này sinh ngưỡng mộ với vị tài tử ẩn danh, nhưng vị đó không biết điều này, đang cầm bộ quần áo Lưu Như Ý tặng cười ngốc. Vũ gia, các người đi đâu thế? Chúng ta định tối nay xuống phố dạo chơi. Muộn vậy còn đi, có phải các người định đi đâu đó không? Phò mã, đêm Trung Thu phố xá náo nhiệt, chúng ta chỉ xuống dạo chơi, xem cảnh thôi. Phò mã đừng làm mất thanh danh chúng ta. Tất cả đều là nam nhân, ta hiểu mà, nhưng chuyện này cần có chừng mực. Đừng để ngày mai bị người ta khiêng ra từ quần ngọc viện. Phò mã sao biết quần ngọc viện? À, đêm nay trăng đẹp quá, trăng to tròn quá. Phò mã có muốn xuống cùng chúng ta không? Ngày náo nhiệt nhất mỗi năm ở phố thành chính là Trung Thu và Thượng Nguyên. Phò mã yên tâm, nếu muốn đi quần ngọc viện, chúng ta thì sẽ không nói tiểu thư biết. Được rồi, đi thôi, nhị tiểu thư tốt. Bị lừa rồi, đây vẫn là lão Phương chất phác sao, lại sắp xếp em vợ bắt ta. Lão Phương và mấy người họ Lanh Trí vừa vào phố thành tìm cớ chuồn ngay, để lại phiền toái lớn cho ta. Tất nhiên ta không hề muốn điều này, nhưng từ khi vào thành, Lưu Như Ý cứ theo sát, không chịu rời nửa bước, không thể thoát được. Như Ý để ta cho ngươi ít bạc, ngươi tự đi dạo chơi đi. Thôi được rồi, muốn theo thì theo đi. Tư Thông huynh thật là anh, Lý huynh thật là trùng hợp. Cô nương này là thê tử của Tư Thông huynh, không phải Lý huynh, hiểu lầm rồi. Đây là thất muội của ta. Thất muội, Tư Thông huynh giỏi quá. Ta không phục. Người này thực là tiểu vương gia sao? Hay tiểu vương gia thời xưa đều như vậy? Các ngươi làm gì? Đừng kích động, đừng kích động. Đều là người nhà, chuyện này đừng nói nữa. Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ vui. Sao có thể đến chỗ đó? Tư Thông huynh hiểu lầm rồi, lần này không phải quần ngọc viện. Chỗ nào cụ thể, ngươi sẽ biết ngay thôi. À, đồng đội ngốc. Chị Vân Nhược, các ngươi nói tài tử kia có đến không? À, công tử đó chắc chắn là người thực sự không mang danh lợi. Hôm qua còn không nhận thiệp mời, cũng không để lại tên, dường như không quan tâm đến thi hội này. Nâng cốc mời trăng, thành ba người với bóng. Vừa rồi thể Yến Châu huynh ở đó, tự rót tự uống lâu rồi, chẳng lẽ có tâm sự? Làm phiền vạn huynh lo lắng, không có tâm sự gì. Thay vì đêm nay nhiều tác phẩm xuất sắc, không bài nào làm vừa lòng Yến Châu huynh. Yến Châu huynh là tài tử đệ nhất phù an của ta, tâm hồn rộng lớn, tác phẩm đắc ý của ta, trong mắt Yến Châu huynh cũng là tầm thường thôi. Hôm qua bài Nguyệt Hạ Đô Đốc Hà Niệm Nô Kiều, Yến Châu huynh đã nghe chưa? Hôm nay cả phủ Khánh An đều bàn tán về chuyện này. Tác phẩm tuyệt vời như vậy, sao có thể không biết? Thị xã Vân Âm là lần đầu ta nghe đến. Không biết trong thị xã nhỏ bé này lại nhiều nhân tài ẩn mình. Nghe nói mấy tài nữ của thị xã Vân Âm cũng có mặt. Yến Sử huynh có muốn cùng ta đến thăm không? Ta nghe nói hai bài thơ này không phải do nữ tử viết, nhưng liên quan đến thi xã Vân Âm, thì cùng đi xem thử. À, chuyện gì vậy? Là anh ta, ta vừa thấy anh ta. Thấy ai? Nữ tử trong bức tranh, ta vừa thấy cô ta. Gì, ngươi thấy nữ tử trong tranh? Ở đâu? Ngay đó. Vừa ở đó, ta, chỉ chớp mắt đã không thấy nữa. Có nhầm không? Không nhầm đâu. Những ngày qua, ngày nào anh ta cũng sao chép tranh đó. Dung nhan tuyệt mỹ của cô gái đó đã khắc sâu vào tâm trí anh ta. Sao có thể nhầm? Chỉ cần tìm được cô gái đó, tự nhiên sẽ tìm được người vẽ tranh, chính là tài tử tên Hà Nhân. Từng phạm lỗi đang vội vàng đi tìm, thì thấy có vài bóng người tiến về phía này. Khi họ đến gần, không khí xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Xin hỏi quý danh cô nương. Cút đi.
Sư thông huynh, thất muội của người tính cách đặc biệt, có chút đặc biệt. Hóa ra chỗ vua Lý huynh nói là đây. Vợ Lý huynh thế này quá xa cách. Ngươi và ta có ân, không cần khách sáo. Giữa ta và ngươi cứ gọi tên nhau là được. Ngươi không biết, hội thơ trung thu năm nay tổ chức ở Kim Tú Viên. Ai trong đây cũng là tài tử nổi tiếng. Các tài nữ trong thành, hoặc những tiểu thư ngưỡng mộ tài học, đều có mặt ở đây. Thậm chí vài kỹ nữ nổi tiếng cũng được mời. Nếu là được bài từ tuyệt hay, áp đảo đệ nhất tài tử, đệ nhị tài tử, có lẽ sẽ được họ ngưỡng mộ. Lúc đó thì có thể. À, cần gì tài năng, từ khi Xuyên Không đến đây, hài lòng nhất là ngoại hình cơ thể này. Dù nhìn thế nào cũng đẹp trai. Nếu không, Lưu Như Ý đã không chọn ta ngay từ đầu. Các ngươi là tài nữ của thi xã Vân Âm. Tài nữ không dám nhận, không biết công tử là ai, ta là Thẩm Triệu. À, thì ra là công tử Thẩm vừa rồi thấy. Bài từ của công tử Thẩm, tiểu nữ rất khâm phục. Cô nương khen quá lời, Thẩm mỗ không dám nhận. Cô nương khen như vậy không cần. Bài dưới trăng uống rượu một mình và bài từ miệng nô kiều hôm qua, Thẩm mỗ không bằng được. Không biết tài tử viết nâng cốc mời trăng thành ba người với bóng. Đêm nay có ở đây không? Thực không giấu, công tử đó không ở đây đêm nay. Vậy thì tiếc quá. Hai tác phẩm tuyệt vời đó nếu đem ra đêm nay chiếm ngôi đầu hội thơ trung thu, không còn nghi ngờ gì. Ta nghĩ không đâu, bài từ của Thẩm huynh đêm nay cũng là đỉnh cao của từ trung thu, chưa chắc đã thua hai bài kia. Niệm nâu kiểu thì quá mức, theo ta không bằng bài của Thẩm huynh. Dưới trăng uống rượu một mình tuy hay, không phải là từ, thật không cần thiết phải so sánh. Dù người đó không có mặt đêm nay, nhưng tài năng của cô nương Huyền trong thi xã Vân Âm cũng không tầm thường, ngay cả chúng ta cũng phải thẹn thùng. Không biết đêm nay cô nương Huyền có tác phẩm nào mới không? Số Vân Thiên, tiểu nữ tài học nhỏ bé, đương nhiên không bằng các tài tử ở đây. Tác phẩm nhỏ mọn của tiểu nữ không dám đưa ra để gây cười. Cô nương Huyền sao lại quá khiêm tốn như vậy? Đây đó đem ra bài thước Kiều Tiên, cả đời chúng ta không bằng được. Bài thước Kiều Tiên đó thật sự là của cô nương viết. Công tử Thẩm hiểu lầm rồi, bài thước Kiều Tiên ra là của tài tử tên Hà Nhân viết. Tiểu nữ chỉ tình cờ thấy mà thôi. Chuyện đèn cầu nguyện đó thật quá kỳ lạ, chúng ta thực sự không tin. Chuyện này bỏ qua, cô nương vốn nổi tiếng tài nữ, viết từ trung thu chỉ là chuyện nhỏ với cô nương. Cô nương liên tục từ chối, chẳng lẽ là coi thường các tài tử ở đây? Khuyên đài nói có lý. Hội thơ hôm nay vốn là để trao đổi thơ văn, kết bạn bằng văn thơ. Cô nương nếu tiếp tục từ chối, thật sự là coi thường chúng ta rồi. Công tử Thẩm nói đúng. Đúng vậy, cô nương không cần từ chối. Chúng ta không muốn chiêm ngưỡng tài năng thơ văn của tài nữ Khánh An Phủ. Coi thường các ngươi thì sao? Nhiều nam nhân bắt nạt một nữ tử yếu đuối, thật là vô liêm sỉ. Ngươi là ai? Câu nói vừa rồi có ý gì? Trong hội thơ, trao đổi thơ văn là chuyện bình thường, sao lại gọi là vô sỉ? Nếu hôm nay cô nương không giải thích rõ ràng, chúng ta em rằng không thể đồng ý. Hội thu ở Chiết Trung hôm nay tuy quy mô lớn, nhưng trong thành còn nhiều tài tử hơn. Không biết bao nhiêu tài tử không được tham gia, những nữ tài nhân do Vân Ưng triều mộ đã được mời tham dự. Tài năng chắc chắn vượt trội. Nếu không thể ra được bài thơ ra hồn, chẳng phải là không hợp lý sao? Vô sỉ chính là vô sỉ, dù ngươi tìm bao nhiêu lý do vẫn là vô sỉ. Văn tài chưa chắc có bao nhiêu, mặt mũi lại dày, đối xử với một cô gái như vậy không nói, tài tử như người chắc cũng không phải là đàn ông đâu. Những lời của Liễu Như Ý chắc chắn khiến các tài tử câm nín. Không ai ngờ được, tài tử thứ hai của phủ Khánh An, Thẩm Chiếu, lại bị một cô gái chế giễu không phải đàn ông. Những người này trong lòng như sông Thanh Hà, chưa ai từng biết. Hai cô gái nhìn chăm chú vào đối diện, người ông kiềm đứng đó, gương mặt quen thuộc đến mức tuyệt đẹp, giống y như trong tranh. Xin lỗi Thẩm Mỗ, không biết cô nương là tài nữ từ đâu. Cô nương đã coi thường Thẩm Mỗ, chắc hẳn tài năng vượt trội hơn Thẩm Mỗ nhiều. Nhân dịp này hãy so tài thử. Nếu thơ văn của cô nương hơn Thẩm Mỗ, Thẩm Mỗ tâm phục khẩu phục. Nếu không, chuyện hôm nay xin cô nương giải thích rõ ràng. Hắn là tài tử thứ hai của phủ Khánh An, rất giỏi, cô nương không nên đồng ý. Liễu Như Ý dĩ nhiên không đồng ý. So tài với họ Thẩm làm gì? Không hề để ý đến Thẩm Chiếu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào một bóng dáng sau đám đông. Những người xung quanh thấy vậy đều thắc mắc, cũng quay nhìn về phía đó. Bị nhiều người nhìn, nhân dù muốn xem náo nhiệt cũng không nổi, huống chi là cô sắp bị bắt nạt. Hắn là anh rể không tiện không ra mặt. Nhược Khanh cô nương, Túy Mặc cô nương, thật trùng hợp lại gặp nhau, tốt lắm. Lần trước chúng ta cùng đến Quần Ngọc Viện, Tư Thông Huỳnh rõ ràng không biết rằng Túy Mặc mới có bao lâu, sao hai người quen nhau rồi? Công tử là hắn sao?
hắn chính là tài tử viết ra bài uống rượu một mình dưới trăng và niệm nô kiều. À, chẳng lẽ tài tử thứ hai của Phủ Khánh An? Đối với chúng ta, trao đổi thơ văn là chuyện thường, tài tử tài nữ không phân biệt. Thẩm mộ chỉ muốn thấy tài năng của cô nương. Sao lại không hợp lý? Làm thơ viết từ, đây là cách người đọc sách tu thân, tào nhã tình cảm, không phải công cụ tranh đua. Ngươi khó dễ một cô gái, thực là hành sáu tiểu nhân, không phải hành sáu quân tử. Ngươi đã có tâm tính như vậy, chắc tài năng cũng không tồi. Thẩm mộ không tài, muốn học hỏi một chút. Đừng mắc lừa, tên này tuy phẩm chất tồi tệ, nhưng tài năng rất giỏi. Giỏi bằng Lý Bạch không? Giỏi bằng Tô Thức không? Nhược Khanh cô nương, hội thơ của các người có thưởng gì không? Thưởng, nếu ai đó làm được bài thơ hay, thưởng vài trăm lượng bạc gì đó. Không có. Miếng ngọc bội này ít nhất cũng đáng 300 lượng bạc. Nếu ngươi thắng, miếng ngọc bội này sẽ là của ngươi. Xem cái này có đáng giá 300 lượng bạc không? Đã là so tài, ở đây không hợp lắm. Chúng ta qua bên kia, chúng ta cũng qua đó đi. Hôm qua vội vàng chia tay, chưa kịp hỏi danh tính công tử. Chưa kịp hỏi thì không cần hỏi. Ta là nhân, như Khanh cô nương cứ gọi tên ta là được. Quả nhiên là nhân. Chả trách khi nghe mình hát bài Tước Triều Tiên, hắn mới thất thần, vì bài đó vốn là do hắn viết. Có lẽ hắn cũng không ngờ những bài thơ trên đỉnh Kỳ Thiên lại được Nhược Khanh tỉ nhặt được, rồi truyền khắp Phủ Khánh An. Nhân chính là người viết câu lưỡng tình nhược thị trường cử thì, khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, nhân. Thật sự có người dám so thơ với Thẩm Chiếu? Chẳng lẽ hắn không biết ở Phủ Khánh An, tài thơ của Thẩm Chiếu chỉ thua Yến Châu? Đây gần như là chuyện không thể. Yến Châu huynh nghĩ sao? Ta thấy chưa chắc. Ý Yến Châu huynh là, nếu người đó là tài tử viết cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân thì sao? À, đã là hội thơ Trung Thu, chúng ta lấy Trung Thu làm đề. Mỗi người viết một bài thơ hoặc từ, ai thắng ai thua, giao cho các tài tử ở đây đánh giá. Nhân không có ý kiến gì. Đối diện Thẩm Chiếu nói xong, đã cầm bút bắt đầu viết trên giấy tuyên trước mặt. Bút như rồng bay phượng múa, không nói đến nội dung, khi thế đã đầy đủ. Thẩm Chiếu đã viết được nửa bài, nhưng thư sinh đối diện mới chỉ cầm bút. Có người tiến lại gần, nhìn vào giấy tuyên của hắn, phát hiện giấy tuyên trước mặt hắn trống trơn, chưa có chữ nào. Chẳng lẽ hắn tự biết không thắng được Thẩm Chiếu, rút lui giữa chừng. À, ha ha ha. Minh Nguyệt kỳ thì hữu. Bà tử vấn thanh thiên, bắt chi thiên thượng cùng khuyết, kim tịch thị hà niên. Hữu khủng ngọc lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Chuyển chú các, đê khỉ hộ, chiều vô miên, bất ưng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên. Nhân hữu bị hoàn ly hợp, nguyệt hữu âm tình viền khuyết, thử sự cổ nan toàn, đãn nguyện nhân trường cử, thiên lý cộng thiên quyên. Thủy Điệu Ca Đầu, Thủy Điệu Ca Đầu, hôm nay trong hội thơ, chắc không ai dám làm thơ Trung Thu nữa. Không chỉ hội thơ hôm nay, chắc từ nay về sau, thơ Trung Thu sẽ khó mà làm. Lưỡng tình nhược thị trường cử thì, khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, đãn nguyện nhân trường cử, thiên lý cộng thiên quyên. Mọi người đều nói ta Dương Yến Châu là tài tử đệ nhất Phủ Khánh An, chưa từng thua ai về thơ văn. Hôm nay mới biết, ngoài chơi còn có chơi, ngoài người còn có người. Từ nay về sau, danh tài tử đệ nhất Phủ Khánh An, mọi người đừng nhắc đến nữa. Yến Châu huynh, sao vậy, chẳng lẽ mặt ta dính mực?
Tư Thông huynh tài năng đến mức này, ngay cả tài tử đệ nhất Phủ Khánh An cũng phải cúi đầu. Tên này còn giấu giỏi hơn ta. Đã nguyện nhân trường cửu, ngàn dặm cùng ánh trăng, ngươi chính là hạ nhân của Tiên Kiều Tiên. Vị huynh đài này nếu đã viết xong, không bằng cùng giao cho các tài tử thẩm bình. Không thua đâu. Huynh đài dừng bước. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngọc bội tí nữa sẽ tìm một tiệm cầm đồ mà cầm. 300 lượng bạc đều có thể thuê một cửa hàng nhỏ ở nơi phồn hoa một chút trong phủ. Hôm nay đến không lỗ, dám hỏi phải là hạ nhân không? Công tử hạ, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử qua phủ. Không biết công tử ngày mai có rảnh không? Tiểu thư nhà ta muốn mời công tử qua phủ một chuyến. Đây, đây như là tí nữ của tiểu thư Trần. Tiểu thư Trần chính là thiên kim của đại nhân Trần. Tiểu thư nhà ta rất ngưỡng mộ tài năng của công tử. Ngày mai sẽ thiết yến ở Túy Hương Lầu. Không biết công tử có thời gian không? Nếu tự mình có thể nhận được sự chân truyền của nàng, Phủ Khánh An to lớn cũng không có cô gái nào mà ta không theo đuổi được. Người bạn này ta nhất định kết giao. Lại đây, lại đây, lại đây. Em vợ cứu mạng. Anh, ta không nhìn nhầm chứ? Họ vừa bay qua đầu ta. Đó là tiên nữ sao? Xong rồi, vị công tử kia đã bay mất. Bên tiểu thư làm sao mà giao phó đây? Thật lợi hại, nếu ta có khả năng như vậy, cả Phủ Khánh An, dù là thiên kim nhà chi phủ Đồng hay tiểu thư nhà đại nhân Trần, cũng không ai không nghiêng ngả vì ta. Thật lợi hại, cô gái này võ công phi phàm, khinh công càng không tầm thường. Quả nhiên là người giỏi có người giỏi hơn, trên trời có trời cao hơn, giang hồ rộng lớn, người tài xuất hiện nhiều, về sau nhất định phải bẩm báo vương gia. Lực lượng bảo vệ của tiểu vương gia em rằng phải tăng thêm, mạnh mới là hạ. Công tử tài hoa, hiếm có trong đời, thủy điệu ca đầu vừa ra, đã đứng trên đỉnh của thơ trung thu. Người đời sau muốn vượt qua, khó như lên trời, sợ rằng cũng như tiên kiều tiên, cũng đủ truyền lại ngàn đời. Nếu như Tĩnh tỷ tỷ nói đúng, Tĩnh Nhược Thanh không đáp, như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bàn trước, Tăng Túy Mặc thấy thế, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp hơi thay đổi. Ba bước thành hai bước, nhanh chóng lấy lại bản gốc của thủy điệu ca đầu, ôm chặt trong lòng. Túy Mặc, tỷ Tĩnh Nhược. Tỷ đã có tiên kiều tiên rồi, thủy điệu ca đầu này không bằng để lại cho ta. Bị người khác tranh trước thật là đáng ghét. Lưu Như Ý, ngươi như vậy sẽ mất đi sự chú ý của tài tử này. Dù có luyện cả đời múa, cũng không trở thành cao thủ hạng 2. Vẫn là lỗ to rồi, thủy điệu ca đầu chỉ đổi được 300 lượng bạc, thật là không đáng. Vài lão nhân tóc bạc, vây quanh một bàn. Ánh mắt chết dí vào tờ giấy tuyên trên bàn, Tăng Túy Mặc đứng xa một bên, rất muốn lấy lại bản gốc thủy điệu ca đầu đó. Nhưng nghĩ đến vài lão nhân trước mặt đều là danh gia trong văn đàn, địa vị không tầm thường, vẫn cố nhịn ý định này. Thật là bài thơ hay, người có vui buồn ly hợp, trăng có tỏ mời tròn khuyết, chỉ mong người trường cửu, ngàn dặm cùng ánh trăng, viết thơ trung thu đến mức này. Em rằng cả nước cảnh cũng không có người thứ hai. Người này về tài thơ ca, sợ rằng đã đạt đến cảnh giới cao thâm khó lường. Nghe nói tiên kiều tiên ngày thất tịch cũng là do người này viết. Một tay phong tình huyền chuyển, đến một tay hào phóng khoáng đạt, khí tượng hùng vĩ, rất khó tưởng tượng. Hai bài thơ với phong cách hoàn toàn khác nhau này đều là do cùng một người viết ra. Sau hôm nay, chỉ cần là học trò nước cảnh, chỉ cần uống rượu dưới trăng, nhất định sẽ nhớ đến. Nâng cốc mời trăng sáng, đổi bóng thành ba người, thất tịch, trung thu, không thể quên tiên kiều tiên và thủy điệu ca đầu. Lão phu lại nghĩ, nếu để ông ta viết thêm một bài thơ thượng nguyên, những cuộc thi thơ về sau, sợ rằng cũng không cần tổ chức nữa. Bàn về thơ ca của ông ta, gọi ông ta là đệ nhất tài tử nước cảnh, em rằng cũng không nhiều người phản đối. Người xuyên không trước mắt, dùng một bài thủy điệu ca đầu làm kinh ngạc mọi người, trở thành đệ nhất tài tử nước cảnh, chỉ để lấy được 300 lượng bạc, thuê một cửa hàng bán nước hoa. Công tử cần gì cứ nói, tiểu đệ nhất định sẽ làm công tử hài lòng. Ta cần thuê một cửa hàng trong thành, kích thước vừa phải, tốt nhất là ở khu vực sầm uất, không biết giá thuê ở đây thế nào. Công tử lần này thật là tìm đúng người rồi. Tiểu đệ vừa biết có một cửa hàng ở khu vực sầm uất, đang cần bán gấp, giá thấp hơn giá thị trường khoảng 2 phần. Nếu công tử có hứng thú, tiểu đệ ngay lập tức dẫn công tử đi xem. Vị trí của cửa hàng không tệ, trên đường chính của thành Khánh An. Bên ngoài là con đường tấp nập người qua lại, không gian cũng khá rộng rãi. Quan trọng nhất là, phía sau cửa hàng, còn có một khu vườn nhỏ. Hai phòng, hạ nhân nhìn thấy ngay, sau đó tiền trao cháo múc. Nửa canh giờ sau, hạ nhân cầm trong tay hợp đồng có dấu đỏ của quan phủ, hai lòng nhìn ngắm cửa hàng trước mặt. Trong vòng một năm sau, quyền sử dụng ở đây là của hắn. Huynh đệ, nhìn kìa, người đó không phải là người ngày trước. Đúng rồi huynh đệ, người đó không phải là người đã sỉ nhục Phương Môn Thiên, làm mất mặt huynh đệ sao?
Đúng hắn, theo sau. Cơ hội không dễ đến. Nếu lần này để hắn chạy, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Ba người chúng ta còn sợ hắn sao? Một kẻ côn đồ cùng hai thư sinh, trình độ theo dõi thực sự kém cỏi, diễn xuất cũng tệ. Hạ nhân dù sao cũng là do hai vị nữ hiệp dạy bảo, rất nhanh đã nhận ra có người theo sau. Nên tăng tốc bước chân, đi vào một con hẻm ít người qua lại. Các người muốn làm gì? Con đứng đấy làm gì? Động thủ đi. Giữa ban ngày, dưới ánh trời, các người dám đánh người. Đánh người thì sao? Có ai thấy không? Ô, không có ai sao? Vậy để ngươi nếm thử nắm đấm to như bao cát của ta. Ngươi đừng lại đây. Cha ta là huyện lệnh An Khê. Ngươi nếu lại đây, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Chết tiệt, quên mất, tên này có cha là huyện lệnh. Thôi, đại trượng phu có thể có giá. Đánh đã đánh, cùng lắm thì cầu xin tiểu vương gia bảo vệ ta. Đánh xong rồi hả? Cô nương sao lại có bổ khoái? Đợi lát nữa ta chạy ngay. Đã đánh xong, thì cùng ta về nha môn. Đầu bổ đầu lý nhanh chóng bắt hắn. Dám đánh ta, người chết chắc rồi. Ba người các người cũng cùng ta về. Cái gì, người cũng bắt chúng ta? Đánh nhau trên phố tại sao không bắt? Không thấy người bị đánh là mình sao? Người có mù không? Còn có vương pháp không? Nhưng đầu bổ đầu lý này ta không dám chọc. Cha là huyện lệnh còn phải nghe lời ông ấy. Chắc chắn là có lai lịch lớn. Dù ta xấu, nhưng ta không ngu. Hắn chạy rồi. May mà bổ khoái vừa nãy chỉ là một nữ nhân. Nếu không hôm nay thật sự chạy không được. Ngươi nói một nữ nhân sao không ở nhà thêu thùa? Chạy ra ngoài làm gì? Bổ khoái này sau này có thể gả được không? Sao lại không nhường? Xong rồi. Không ngờ nữ bổ khoái này lại là cao thủ. Hối hận vì không dẫn em vợ đi cùng. Anh An Minh Châu, ngươi đi đâu? Về huyện nha. Ngươi sao lại ở đây? Họ sao lại biết nhau? Các ngươi quen nhau? Quen biết à? Ngươi và đường muội của ta quen từ khi nào? Đường muội, lần này yên tâm rồi. Hóa ra là thân thích, nhưng đã là đường muội của Lý Huyền, chẳng phải là hoàng thân sao? Nhưng người hoàng thân sao có thể làm bổ khoái được? Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cùng ta về nha môn. Về nha môn, hắn rốt cuộc phạm tội gì? Hiểu lầm, tất cả đều hiểu lầm. Ít lời thôi, có gì nói về nha môn nói. Lý Huyền nhìn hắn, lại quay đầu nhìn hạ nhân. Bất kể là vì quan hệ cá nhân hay lý do khác, việc hôm nay hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhanh bước tới, thì thâm vào tai nữ bổ khoái vài câu. Nữ bổ khoái ban đầu nhíu mày, một lát sau lại giãn ra. Kinh ngạc nhìn hạ nhân một cái. Chứng bệnh mãn tính của Di Nương lại do người này chữa khỏi. Dù ta có thể không nể mặt Lý Huyền, nhưng mặt mũi của Vương Thúc ta vẫn phải nể. Bạc này là của ta, Quách Thạc rõ ràng là của ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan sai đại nhân, ngài phải làm chủ cho Tiểu Minh. Mê mơ. Đại nhân, Tiểu Minh vừa nãy đang ăn mì ở quán mì không cẩn thận làm rơi bạc xuống đất. Bị người này nhặt được, Tiểu Minh phát hiện ra yêu cầu hắn trả lại. Nhưng hắn nói rằng bạc này vốn dĩ là của hắn. Hoàn toàn bịa đặt, bạc này rõ ràng là của ta. Ngươi tên côn đồ đừng hòng lừa gạt ta. Hai người vừa nói xong, mọi người xung quanh cũng nói theo. Ngươi một lời, ta có một người câu. Tin lời tên hắn tử. Cũng có người đứng về phía thư sinh. Nghe mọi người nói lung tung, nữ bổ đầu không khỏi đau đầu. Không biết hai người ai nói thật ai nói dối. Việc này thật khó phán xét. Bắt tên trộm thì còn dễ. Phán án thật sự không phải sở trường của hắn. Cô nương này, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Giao dịch gì? Ta giúp cô giải quyết vụ án này. Cô thả ta đi, chúng ta xem như hòa. Ngươi thật sự biết bạc này của ai? Ngươi có cách gì? Rất đơn giản, đã nói không rõ bạc này của ai. Cứ mỗi người một nửa, cả hai đều vui. Cách này thật là đơn giản thô bạo. Nhưng đường muội có thể chấp nhận không? Đây không phải là vạn lai sao? Đây là cách phán quyết gì? Tên thư sinh này, sao có cách phán án như thế? Quan sai đại nhân, ngài không thể như vậy. Bạc mất một nửa, thuốc cho mẹ ta sẽ không mua nổi. Vị công tử này nói đúng, đọc sách phải có tấm lòng rộng lượng. Ta không chấp với ngươi tên côn đồ, bạc này chia ngươi một nửa cũng được. Đây là cách ngươi giải quyết sao? Đây tất nhiên không phải là thật, chỉ có một người nói dối chính là hắn. Lần sau cẩn thận hơn, hai lượng bạc này cũng mang đi mua thuốc cho mẹ. Mau đi mua thuốc cho mẹ người đi. Chuyện này là sao? Tại sao như vậy? Sao ngươi khẳng định kẻ nói dối là hắn? Không hiểu được. Ngươi nói bậy, dựa vào đâu khẳng định ta nói dối? Vì bạc đó vốn là của tên hắn tử này, nên tất nhiên hắn không muốn vô cớ chia cho người khác một nửa. Còn ngươi vì bạc không phải của ngươi, được chia một nửa một cách vô lý, tất nhiên đồng ý ngay lập tức. Ô, vị công tử này nói đúng, vừa nãy suýt chút nữa bị tên này lừa, thiếu chút nữa oan uổng cho tên hắn tử này là người đọc sách, lại làm chuyện hèn hạ thế này. Lừa gạt tiền cứu mạng của mẹ người ta, có còn nhân tính không? Đưa hắn đi gặp quan. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, không ngờ lòng tốt nhất thời của ta
lại bị kẻ xấu lợi dụng. Ta không phục, ta muốn đến huyện nha. Ta muốn gặp đại nhân. Không phục, người thật sự không phục, ta không phục. Anh, phục không? Ta phục, ta phục. Bạc này là ta nhặt được. Sáng nay ta thua hết tiền ở sòng bạc. Đi qua bên cạnh hắn, thấy bạc rơi từ người hắn ra, nên ta nảy lòng tham. Hắn đã thừa nhận rồi. Cảm ơn công tử đã làm chủ cho tiểu nhân. Án đã giải quyết, tại hạ cáo từ. Ngươi không giữ chữ tín, khi nào ta nói sẽ để ngươi đi? Ngươi vừa rồi, hình như hắn thật sự không nói. Làm sao bây giờ? Đồ đệ, có chuyện gì xảy ra? Đưa họ về nha môn. Công tử đắc tội rồi. Hắn thì sao? Đưa đi, vâng. Thật không công bằng, ngươi đang dung túng bao che, còn có luật pháp không? Tiếng của thanh niên họ Lưu ngày càng xa. Nữ bổ đầu liếc nhìn hạ nhân, nhưng không nói gì thêm, lặng lẽ quay đi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Đừng khách sáo, nhưng nếu ngươi thấy mắc nợ ta, trong lòng không yên, không bằng tặng ta vài bài thơ. Vậy ta nợ ngươi trước. Chọn ngày không bằng hôm nay. Chẳng lẽ ngươi, đệ nhất tài tử nước cảnh, không làm được vài bài thơ? Cái gì mà đệ nhất tài tử nước cảnh? Đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh. Vừa uống vừa nói. Ngươi thật không biết. Thật không biết. Bài Tiên Kiều Tiên là do người viết. Thiếu Du huynh hiểu lầm. Đừng trách, đừng trách. Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không ngờ tài văn của ngươi lại cao đến thế. Cái gì mà không thể nhìn mặt bắt hình dong? Ngươi có biết nói chuyện không? Hôm đó mời ngươi những cô gái, có quan thanh liên nổi tiếng ở phủ Khánh An, ngọc nữ nhà hào môn, thậm chí còn có thiên kim chi phủ. Sau đêm đó, không biết bao nhiêu danh kỹ trốn thanh lâu nói rằng nguyện ý tự tiến cử, làm người đừng cao vọng, vẫn là kinh doanh thực tế, tiện thể là một người đàn ông trầm lặng là tốt. Ngươi nói đường muội ta, nếu có thể như những cô gái kia đối với ngươi thì tốt biết mấy. Đường muội, nữ bổ khoái vừa rồi là Lý Huyền, tên này lại thích đường muội của hắn, nghiệt duyên. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Sao ở phủ Khánh An nhiều người tìm không ra ngươi? Là thiên kim của chi phủ Đồng, đã dùng đến sức quan phủ cũng không tìm ra. Trong danh sách quan phủ chỉ có một thư sinh tên Hạ Nhân, không lâu trước bị mất trí, chạy khỏi làng, sau đó không quay về. Nhưng hạ huynh lanh lợi như thế, chắc không phải là hạ huynh. Ta đâu có nhà, xuyên không vào thân xác này, lại bị bắt vào sơn trại, nói nhà chỉ có Trang Viên Lưu gia tính là nhà. Nhà ở ngoài thành xa xôi, tìm không thấy cũng đúng. Vài ngày tới là sinh nhật mẹ ta, ngươi cũng đến đi. Lần trước ngươi chữa bệnh cho mẹ ta, cả vương phủ còn chưa cảm ơn ngươi đàng hoàng. Còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật mẹ ta, ngươi cho ta biết địa chỉ, đến lúc đó ta cho người đi mời ngươi. Thôi, việc này để sau hãng nói, chúng ta hãy nói về vấn đề ngươi sẽ tặng ta mấy bài thơ đã. Ngươi chắc chắn đường mọi người thích thơ ca? Những cô gái này không phải đều thích thơ ca sao? Lần trước ngươi viết một bài, bao nhiêu cô gái thầm ngưỡng mộ ngươi. Ngươi quen hắn lâu vậy, đã bao giờ thấy hắn nói về thơ ca trước mặt ngươi chưa? Dường như chưa. Các cô gái trên đời có dung mạo khác nhau, tính cách cũng khác nhau, sao có thể đánh đồng? Thực ra họ cũng như nam tử, có người thích văn, có người giỏi võ. Ngươi nghĩ cô ấy thuộc loại nào? Theo đuổi nữ tử không thể nóng vội, trước tiên phải hiểu rõ sở thích của nàng, hành động bừa bãi chỉ khiến kết quả ngược lại. Ta bây giờ đang dạy Lý Huyền cách tán gái, tán đường muội hắn, thế này chẳng phải ta đang giúp hắn làm việc ác sao? Nghe một câu của ngươi, hơn đọc sách 10 năm, ngươi mới là cao nhân trong việc này. Ta sớm nên nghĩ ra, ngươi thậm chí còn chinh phục được thất muội xinh đẹp. Khâm phục, khâm phục.